Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 12 của bộ truyện Cô vợ ở hoán đổi mạnh mẽ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 12. Hồ Gia dai nhanh chóng bị đưa vào. Cô ta đột nhiên bị gọi lên lầu năm vốn có chút nghi hoặc khó hiểu, nhưng khi bước vào, nhìn thấy vợ chồng Triệu Huy Thành và Lưu Văn Chí đang cúi đầu kia thì tim hoảng loạn sắc mặt tái mét lại. Cô ta đi vào, đi qua Lưu Văn Chí thì lém lườm anh ta một cái. Lưu Văn Chí ngẩng đầu, nhanh chóng trừng mắt nhìn anh một cái rồi lại cúi đầu. Hồ dai dai không khỏi lầm bồng trong lòng. Chẳng lẽ thằng cha này đã bị điều tra ra Đúng là một kẻ ngu xuẩn Chỉ chút chuyện nhỏ cũng làm không xong Xem ra nhất định là đã khai cả mình ra Không phải ra mình phát tán Thì việc gì mình phải thừa nhận Lúc này tổng giám đốc công ty nói Lưu Văn Trí Anh nói anh là do Hồ Gia Gia chụp Giờ Hồ Gia Gia đang ở đây Anh có dám đối chất với cô ấy không Hồ Gia Gia bỗng nhiên cảm thấy Một ánh mắt sắc bén nhìn mình Cô ta thoáng ngừng đầu Thì đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đáng sợ Của Triệu Huy Thành Hồ Gia Gia dùng mình Vội cúi đầu Càng quyết tâm đánh chết cũng không nhận Lưu Văn Chí thấy Tổng Giám Đốc nói như vậy thì vội ngừng đầu trả lời Giám đốc chính là Hồ Gia Gia chụp ảnh Ảnh chụp này chính là sau khi Dạ Yến đêm đó chấm dứt Cô ấy đưa cho tôi Sau đó anh ta quay đầu Nhìn về phía Hồ Gia Gia Oán giận nói Ảnh là do cô chụp Cô bảo tôi phát tán ra ngoài Giờ tôi bị cô hại cho thảm rồi Tổng giám đốc nhìn về phía Hồ Gia Gia trầm giọng nói Hồ Gia Gia Ảnh này thực sự là do cô chụp Chu Thiến nghe đến đó thì đã có thể khẳng định nhất định là Hồ Gia Gia chụp ảnh kia. Đoạn thời gian đó, cô ta vốn ở gần bên mình, chỉ dựa vào mâu thuẫn của mình và Hồ Gia Gia là có thể đoán. Hơn nữa ngoài Hồ Giai Giai Gia Gia ra thì ai có tâm tư hiểm độc được như thế. Về phần Lưu Văn Chí, anh ta vẫn luôn theo stylist lớn ở phòng trang điểm khác, cơ hội chụp ảnh không nhiều. Hồ Gia Gia này thực sự hận mình đến nước đó sao? Mình đã làm gì mà khiến cho cô ta phải hủy diệt mình thì mới chịu cam tâm. Chu Tiến nhìn cô ta, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, bà Triệu Huy Thành thì lại nắm chặt tay cô như đang an ủi cô vậy. Chỉ là ánh mắt anh nhìn Hồ dai dai càng sắc lạnh, sắc mặt càng thêm âm trầm. Mà Hồ dai dai như thể không cảm nhận được những điều này, cô ta ngừng đầu nhìn về phía Tổng Giám Đốc, vẻ mặt mơ hồ. Tổng Giám Đốc, suốt cuộc mọi người đang nói cái gì? Anh chụp gì? Tôi không hiểu Lưu Văn Chí nghe cô nói vậy thì giận tím mặt Anh ta chỉ vào hồ dai dai Lớn tiếng nói Cô giả ngu cái gì Rõ ràng chính cô gửi ảnh cho tôi Trong điện thoại của tôi vẫn còn tin FMS của cô Số điện thoại cũng là của cô Cô trốn đi đâu Hồ dai dai vẫn tỏ vẻ vô tội Cô ta mở to mắt nhìn Lưu Văn Chí Đôi mắt xinh đẹp ngập nước Như tiểu thiên sứ thuần khiết Lưu Văn Chí Tôi thực sự không hiểu anh đang nói chụp ảnh là cái ảnh gì Còn chuyện điện thoại của tôi Thì từ trước buổi dạ yên đó đã bị trộm đi rồi Sao tôi còn dùng điện thoại Mà gửi ảnh cho anh được Sau đêm đó Hồ Gia Gia đã đổi máy Đổi số là vì dự phòng tình huống hôm nay Về phần chiếc điện thoại trước kia Thì cô ta đã giấu kỹ trong nhà Mấy vị quản lý cấp cao nghe bọn họ nói mà nghi hoặc Chẳng biết ai đúng ai sai Lưu Văn Trí thấy mọi người đều nghi ngờ mình thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Anh ta nhìn về mặt vô tội của Hồ dai dai mà hận không thể xông lên bóp chết cô à. Thì ra cô ta ngay từ đầu đã tính toán sẵn, anh chỉ là người chịu tội thay, lòng dạ quá ác độc. Anh ta vừa tức vừa vội, dưới cơn xúc động vội nắm lấy cổ tay cô ta, giận dữ nói. Cô nói dối, ảnh của Hy Tuấn và Tiệu Lâm rõ ràng là cô chụp, cô muốn giả thù Thiệu Lâm. Cô đừng hòng mà đổ mọi trách nhiệm lên đầu tôi anh ta sống chết nắm chặt lấy cổ tay của hồ dai dai khiến bàn tay cô ta tím lại hồ dai dai cố nhịn đau mà dạ bộ giật mình cái gì ảnh hy tuấn và thiệu lâm là do anh chụp thiệu lâm là bạn học của chúng ta mà cho dù anh muốn làm trợ lý của khắc y muốn loại đối thủ lớn nhất là thiệu lâm thì cũng không nên làm chuyện bị ổi như vậy giờ bị bắt còn định đổ lên đầu tôi sao anh quá vô liêm sỉ rồi đó Tổng giám đốc và mọi người nghe được lời hồ dai dai thì đều nhú mày suy nghĩ. Cô ta nói không phải không có đạo lý. Đây đúng là một động cơ. Tống Tiểu Lâm bởi vì chuyện này mà suýt bị sa thải. Nếu chuyện không được làm sáng tỏ thì cơ hội của anh ta cũng tăng lên một chút. Vì vậy ánh mắt nhìn Lưu Văn Trí càng thêm phần nghi ngờ. Lưu Văn Trí dẫn đến độ càng người run lên. Mặt anh ta lúc đỏ lúc tím. Khi thấy mọi người đều tiên lời của Hồ Giai Giai thì không thể nhịn được nữa dùng sức mà bạt tay hồ dai dai khuôn mặt trắng nõn của hồ dai dai lập tức hiện lên vết dấu tay đỏ hồng cô ta bắt đầu ôm mặt khóc òa người vô liêm sỉ nhất chính là cô tuổi còn nhỏ mà lòng dạ đã ác độc như vậy lưu văn trí nhìn tổng giám đốc tổng giám đốc đừng tin cô ta cô ta đang nói dối điện thoại của cô ta không hề bị trộn là do cô ta chụp thấy tổng giám đốc yên lặng không nói thì lại nhìn về phía bọn Chu thiến mà nói Thiệu lâm Là cô ta làm Thực sự là cô ta làm Cô ta hận cô Muốn trả thù cô Chính nghĩa cô ta nói như vậy với tôi Cô ta diễn rất giỏi Rất mưu tính Cô đừng tin cô ta Lúc này Lưu Văn Chí hoàn toàn hoảng loạn Vội đến độ xoay mòng mòng như trong tróng Chán toát mối lạnh không ngừng Sắc mặt tái nhợt lại Nếu sự tình thực sự đổ hết lên đầu anh ta Thì có lẽ anh ta sẽ phải ngồi tù nhưng rõ ràng anh ta biết chân tướng lại không có chứng cứ. Quanh đi còn lại chỉ có mấy câu nói chẳng có sức thuyết phục. Thực sự khó để người khác tin tưởng. Hồ dai dai bụng mặt khóc nhưng trong lòng lại cười lạnh. Cô ta đi đến trước mặt tổng giám đốc, lấy trong túi ra chiếc điện thoại, vừa khóc vừa nói. Tổng giám đốc xem đi, đây là điện thoại mới của tôi. Trước kia thực sự là tôi bị trộm. Cũng chẳng biết có phải là bị người có lòng dạ xấu xa trộm đi rồi làm chuyện ác, rồi đổ vấy lên người tôi hay không nữa. Nói xong cô ta bắt đầu khóc, lê hoa đái vũ, trông vô cùng thuần khiết, tội nghiệp, đáng yêu. Đau lúc mọi người sắp tin lời cô ta thì chú Thiến lại lạnh lùng nói. Di động bị trộm trước khi chuyện xảy ra thì vốn cũng rất miễn cưỡng. Được rồi, cho dù là như thế đi. Di động bị trộm đổi trước mới là đúng. Nhưng sao còn phải đổi số điện thoại? Cái này không phải là rất lạ sao? Lưu Văn Chí như người đi trong đêm đen được nhìn thấy ánh sáng, vội vàng gần đầu phụ họa. Đúng, ai lại đi đổi số điện thoại dùng đã quen của mình? Hồ dài dài nước nở nói. Tôi chỉ là muốn đổi số mới. Số trước tôi không thích. Sao chứ? Chẳng lẽ đổi số cũng không được? Lúc này, Triệu Huy Thành đứng lên cười lạnh nói. <cười> vừa khóc vừa gây rối thật phiền phức. Nếu việc này đã có điểm đáng ngờ Thì thế này đi Cứ giao hết cho công an Để công an điều tra là được Ai thật ai giả cũng dễ dàng tra ra ấy mà Tổng giám đốc nghe anh nói như vậy Thì thoáng nhíu mày Công ty cũng không muốn làm lớn chuyện Dù sao cũng là chuyện có liên quan đến Danh dự của công ty Nhưng chuyện đã đến nước này thì cũng chỉ có thể nhờ đến cảnh sát Nếu không sẽ thật khó ăn nói Với Hy Tuấn và Thiệu Lâm Lập tức Ông nhìn hai người khẽ lắc đầu Một khi chứng thực rằng họ làm chuyện này Thì hai người này được hỏng tồn tại ở đây Mặt hồ dài dài tái mét Quên cả khóc Ngờ ngác mà đứng đó Báo công an Bọn họ thực sự sẽ báo công an sao Đang dọa cô thôi phải không Sắc mặt của Lưu Văn Chí cũng vô cùng khó coi Thực sự phải đến công an Thì cho dù chứng minh ảnh không do anh chụp Thì vẫn là anh phát tán ảnh Không biết có bị ngồi tù không Triệu Uy Thành nhìn bọn họ mà cười lạnh trong lòng Anh lấy điện thoại di động Bấm số của sở cảnh sát Nghe tiếng ấn phím Cả Hồ Giai Giai và Lưu Văn Trí đều chấn động Sau đó không hẹn mà cùng hét lớn Đừng Đã muộn rồi Triệu Huy Thành nhìn bọn họ trầm trầm Ánh mắt ngoan lệ Thiệu Lâm vốn không muốn làm tuyệt tình Nhưng mà chuyện này thực sự là do các người quá độc ác bất kể là ai tôi cũng không thể bỏ qua được nếu thực sự vô tội thì cảnh sát cũng sẽ không làm oan các người đâu chỉ là <laughs> chỉ sợ hai người chẳng ai là người vô tội cả thôi không lâu sau tiếng gọi xe cảnh sát hú vang truyền đến nghe tiếng này sắc mặt cả hai đều trắng bệch lưu văn trí run run người vọt tới bên chu thiến rồi nói thiệu lâm để tình chúng ta từng là bạn bè cậu tạm tha cho mình đi anh thực sự không phải là do mình chụp Mình không muốn ngồi tù Cuộc sống của mình mới chỉ bắt đầu Mình không muốn đánh mất nó như vậy Chu Thiến nhìn anh ta nhẹ nhàng nói Lưu Văn Trí Cho dù ảnh không do cậu chụp Nhưng cũng là do cậu truyền ra Từ đầu đến cuối Cậu đều biết việc này Dù không là chủ mưu Nhưng cũng là tòng phạm Cậu có biết vì chuyện này Mà tôi và người nhà tôi phải chịu biết bao nhiêu khổ sở không Thiếu chút nữa thì tôi bị đuổi khỏi công ty Chẳng qua là vì vị trí trợ lý của khắc y Mà cậu đối xử với tôi như vậy Mà còn nói đến hai chữ bạn bè với tôi sao Cậu thực sự khiến tôi thấy lạnh người Lưu Văn Trí nghe xong thì đầy vẻ hối hận Môi giật giật nhưng không nói thêm được gì Hồ dai dai lo lắng vô cùng Cô ta không ngờ Triệu Huy Thành thực sự gọi cảnh sát Giờ phải làm sao đây Cảnh sát sẽ cha ra chân tướng sao Cô ta liệu có phải ngồi tù không? Lưng cô ta toát mồ lạnh, hai tay nắm chặt, móng tay cắm chặt vào thịt, hơi thở dần trở nên rồn rập. Cô ta không nhịn được, mạ oán hận lườm Chu Thiến một cái. Vì sao bọn họ phải ngoan tuyệt như thế? Rồi chẳng phải cô ta vẫn rất tốt sao? Cô ta chẳng làm sao cả. Một khi đã thế, vì sao còn muốn hại mình ngồi tù? Như là cảm nhận được ánh mắt của cô ta, Chu Thiến lại nhìn về phía cô ta. Cô ta thấy Chu Thiến nhìn qua thì lại sợ hãi cúi đầu. Hành lang chuyển đến tiếng bước chân hỗn độn nặng nề, hồ dai dai không nhịn được mà run người. Cô ta thực sự có thể lừa gạt cảnh sát hay sao? Không được, cô ta không muốn đến cục cảnh sát. Cảnh sát vào cửa, Triệu Uy Thành bước ra chào hỏi bọn họ, nói sự tình gọn nguồn, sau đó cảnh sát tiến lên bắt người. Nhìn bóng cảnh sát bước từng bước tới gần, hồ dai dai liên tục lui về phía sau. Trong mắt đầy vẻ hoảng sợ Môi tái nhợt lại Xin theo chúng tôi về cơ quan cảnh sát điều tra Giọng nói của cảnh sát lạnh lùng như băng Ánh mắt cũng sắc lạnh Hồ dai dai vô cùng khủng hoảng Nước mắt lại trào ra Cô ta đẩy cảnh sát trước mặt Chạy ra ngoài vừa khóc vừa kêu Tôi không muốn đến đồn công an Tôi muốn tìm anh tôi Cảnh sát nhanh chóng giữ chặt cô ta lại Làm cho cô ta không thể đồng đẩy Hồ dai dai khóc lớn với tất cả những điều này, Triệu Huy Thành cũng không hề biến sắc, dường như mọi điều này chẳng có gì là lạ. Chu Thiến cũng chỉ lạnh lùng nhìn, lúc này cô sẽ không mềm lòng nữa. Hồ Gia Hào thấy có chuyện lớn thì cũng tới xem, thấy cảnh này thì hoảng sợ nói. Sao lại thế này? Tổng giám đốc kéo anh ta qua ngồi rồi kể lại mọi chuyện. Hồ Gia Hào vừa tức vừa vội, anh ta đi đến bên em gái, giận dữ hỏi. Dài dài, chuyện này rút cổ có phải là do em làm không nhân lúc còn chưa tới sở cảnh sát em nói cho anh biết đi nếu không thì không kịp đâu lúc này hồ giai giai đã không thể giữ được bình tĩnh nữa cô ta bị cảnh sát dọa hoảng hốt cô ta chỉ biết là quyết không thể thừa nhận việc này trước cảnh sát nên ra sức lắc đầu không phải không phải em làm chu thiến thẩm lắc đầu đã đến lúc này rồi mà cô ta vẫn không chịu thừa nhận căn bản là không có ý hối cải mình hết lần này đến lần khác tha cho cô ta liệu có phải là gián tiếp khiến cô ta trở nên như thế hồ gia hào cũng không chắc chắn rằng em mình có liên quan đến không nhưng anh biết chỉ cần em gái mình vào sở cảnh sát thì nhất định sẽ phải chịu khổ hơn nữa điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự của em gái mình dù trong sạch cũng sẽ bị người khác nghi ngờ không thể để em gái mình đến đồn công an được hồ gia hào đi đến bê chú thiến về bật cầu xin triệu phu nhân anh ta vừa ngừng đầu Thì chú Thiến đã lệnh lục cắt lời Thầy Hồ Thầy không cần phải nói cái gì hết Chuyện này cách giải quyết tốt nhất Đó là giao cho cảnh sát Nếu như em gái của thầy vô tội Thì cô ấy vẫn mãi mãi trong sạch Còn nếu như thực sự là cô ấy làm Cô ấy cũng sẽ nhận được Sự trừng phạt thích đáng Em không thể tha thứ cho cô ấy hết lần này đến lần khác được. Em không vĩ đại được như thế. Thầy Hồ, thầy cũng biết rồi đó. Em đã cho cô ấy biết bao nhiêu là cơ hội. Nhưng mà cô ấy đã từng hối cải sao? Cô ấy chỉ càng làm mọi chuyện thêm trầm trọng hơn mà thôi. Lần này bất luận như thế nào, em cũng sẽ không bỏ qua. Cứ đem việc này giao cho cảnh sát đi. Cô ấy bị trừng phạt như thế nào cũng là tự làm tự chịu. Không liên quan gì đến thầy hết. Hồ Gia Hào suýt chút nữa thì khóc. Nhưng đó tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Chu Thiến không nhịn được quát lớn. Đủ rồi, cô ấy không hề nhỏ. Cô ấy đã trưởng thành. Đã đến lúc phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi của mình rồi. Chính vì thầy hết lần này đến lần khác giải vây cho cô ấy, cho nên lá gan của cô ấy mới càng lúc càng lớn. Lần này thầy hãy tỉnh táo lại đi. Cô ấy như như thế này, thì thầy có thể bảo vệ được mấy lần nữa. Nhân lúc cô ấy còn chưa gây hoạn lớn, thì cho cô ấy một bài học đi. Đối với cô ấy như vậy mà nói cũng là một chuyện tốt. Hồ Gia Hào bị cô nói mà không ngóc nổi đầu lên. Bên kia, Lưu Văn Chí bị cảnh sát kéo đi về phía trước, bước chân lảo đảo, vẻ mặt héo rũ đầy tuyệt vọng, hối hận. Lúc đi qua Hồ Gia Gia, thì lại đầy thống hận. Hồ Gia Gia nắm chặt tay anh trai, chết cũng không buông, bổ lô bổ loa. Anh ơi, đừng để cảnh sát bắt em đi, bọn họ sẽ đánh em, sẽ vụ oan giáo họa. Triệu gia Muộn cố đi chỉnh em, anh ơi, cứu em đi. Cảnh sát đi sau có lẽ bị cô ta khóc lóc đến mất kiên nhẫn Dùng sức đẩy vào lưng cô ta rồi quát Cô nói hương nói vượn cái gì thế Chúng tôi là cảnh sát nhân dân Sẽ không làm mấy chuyện này Nếu như cô không làm Thì Quyết sẽ không ăn uổng cô đâu Hồ Gia Hào gỡ tay em gái Đau lòng nói Dài dài đừng sợ Chỉ cần em không làm việc này Thì nhất định sẽ không sao Anh tin triệu phu nhân sẽ không vô oan cho em đâu nói xong liếc nhìn về phía chu thiến triệu huy thành nhìn thấy thì hừ bệnh một tiếng nhìn lại đầy khinh thường <laughs> em gái của mình là loại người nào mà anh còn không biết à chuyện này cô ta có làm hay không chẳng lẽ anh không biết nếu như cô ta như vậy nếu như tôi thực sự muốn chỉnh cô ta thì cần thiết phải nhờ đến cảnh sát hay sao hồ gia hào bị anh nói như vậy mà cúi đầu không nói thật lời Lòng hồ dai dai vô cùng sợ hãi Nhưng giờ cũng chẳng có cách nào khác Chỉ hy vọng lý do thoái thác của mình Có thể lừa được cảnh sát Cô ta thất thà thất thểu Khóc suốt mướt đi theo cảnh sát xuống lầu Sau đó lại dưới con mắt bao người Mà lên xe cảnh sát Mọi người chỉ trỏ bàn tán Rồi nhìn cô ta với ánh mắt khenh thường Khiến cô ta hận không thể đào một cái lỗ Mà chui vào Từ nhỏ cho đến lớn Chưa bao giờ cô ta bị mất mặt như vậy Cô ta vừa hận vừa xấu hổ Hồ dai dai ngồi trong xe cảnh sát Lấy tay che mặt Lớn tiếng khóc lóc Bên cạnh Lưu Văn Trí giận dữ đá cô ta một cước Nghiền răng nghiền lợi nói Cô là yêu tinh hại người Giờ vẫn còn khóc được à Tôi xem xem cô có lừa được cảnh sát hay không Hồ Dài dai Nếu như cô hại tôi ngồi tù Thì đời này tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô đâu Hồ dai dai không dám lại tranh chấp với anh ta trước mặt cảnh sát Sợ lộ dấu vết nên chỉ khóc giả đáng thương không để ý đến anh ta. Lưu Văn Chí còn muốn đánh, nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại. Lưu Văn Chí lúc này mới yên tĩnh lại, chỉ là ánh mắt nhìn cô ta, như hận không thể tiến lên cắn chết cô. Hai hôm sau, cùng cảnh sát đưa tin tới, Hồ Gia Gia tuy rằng vẫn luôn nói dối, nhưng cảnh sát là những người có kinh nghiệm, chỉ chút kỹ xảo của cô ta sao có thể qua mắt được. Chẳng những vài trần lời nói dối của cô ta, mà còn đến tận nhà lục soát tìm ra bằng chứng. Chiếc điện thoại như cô ta nói là bị trộn cũng đã bị tìm ra. Vì cô ta không nghĩ chuyện lại lớn như vậy, hơn nữa trong đó còn có bức ảnh của Lưu Văn Trí nên không vứt nó đi được. Không ngờ bây giờ lại thành chứng cứ phạm tội của cô ta. Hồ ra gia hối cũng không kịp, chứng cứ như đuối, muốn chối cũng khó. Phạm nhân nhận tội rồi thì bị đưa ra xét xử. Cuối cùng tòa án phán xử Hồ Giai Giai bị tù 2 năm mà tòng phạm Lưu Văn Chí thì bị một năm tù lập tức chấp hành. Sau khi tuyên án, Hồ Gia Gia hét to một tiếng rồi gất dìu, còn Lưu Văn Chí thì như đổi điên mà định xông tới đánh Hồ Gia Gia. Sự điên cuồng khiến cảnh sát nhất thời không thể ngăn lại được. Ba đến khi cả ba người phải xông lên can thì mới an vị lại, ôm đầu khóc giống. Hôm đó Chu Thiến không đến xem xét xử. Triệu Uy Thành hỏi cô vì sao không tới xem hai kẻ hại bị có kết cục gì. Chu Thiến tay cầm vòi phun nước Vừa tưới nước cho cây vừa nói Làm gì chứ Cô ta và người nhà của mình Đã đủ đau lòng rồi Sao em còn đến để cho bọn họ thêm khó chịu Em cũng chẳng muốn đi xem những cái này Nhìn cũng chẳng dễ chịu gì Triệu Chị Uy Thành ôm cô từ đằng sau Nhẹ giọng nói Anh còn nghĩ lần này em lại không đành lòng Mà bỏ qua cho bọn họ cơ Chu Thiến buông vòi phun nước Xoay người ôm lấy vòng eo Săn chắc của anh rồi khẽ nói Không Lần này bọn họ thiếu chút nữa là hại Hy Tuấn Ai biết lần sau có thể hại đến anh hay không Em không muốn để cho bọn họ có cơ hội đó Bọn họ bị trừng phạt là đúng tội rồi Em không hề ái náy gì cả Cô khẽ tự đầu vào vòng ngực rộng lớn của anh Nghe nhịp tim trầm ổn của anh Em muốn mọi người đều phải an toàn vui vẻ Em muốn mãi mãi ở bên mọi người Chú Tiến ngồi trong nhà vệ sinh Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ Sau đó lại nhìn về phía ống nghiệm đặt trên bồn rửa tay 5 phút hẳn là đủ rồi chứ Tâm tình Chu Thiến vô cùng khẩn trương Mà cầm lấy que thử Trên que thử hiện rõ hai vạch Cô kích động đối chiếu lại với bản hướng dẫn Cảm giác hạnh phúc như điên dâng lên trong lòng Cô mang thai rồi Cô đã có con với Hy Thành Cô hưng phấn đứng lên Hai tay quơ quơ qua thử thai Vài vòng trong không trung Hận không thể nhảy lên mà hò hét Thật tốt quá rồi Cô đã có con với Hy Thành Sau khi chuyện hồ dai dai kết thúc một đoạn thời gian Tâm tình của cô cũng dần bình ổn lại Cô dần dần phát hiện Thân thể mình có chút bất ổn Đầu tiên là thường xuyên cảm thấy uể oải Có mấy lần còn ngủ gật Ở công ty Sau đó thì ăn uống cũng dần trở nên kén trọn những đồ vốn thích ăn lại cực kỳ ghét Đồ không thích thì chỉ cần nhìn cũng chảy nước miếng Ban đầu Chu Thiến còn không ý thức được chuyện gì Chỉ nghĩ mình bị cảm Cũng không quá để ý Mà cũng không nói với Triệu Uy Thành tránh cho anh lo lắng Nhưng đến một lần cô và Tiểu Mạt Triệu viện viện ở trong căng tin công ty ăn cơm Lúc cô người thấy mùi dầu mỡ từ thức ăn Thì không nhịn được chạy ra ngoài nôn khan Tiểu mặt lo lắng vỗ lưng đưa nước cho cô Còn triệu Viện Viện ở bên lại kinh ngạc nhìn cô nói Thiệu lâm Chẳng lẽ cậu mang thai rồi Câu nói này khiến cho chú Thiến choáng váng Mang thai Mang thai Tiểu mạt cũng ngây người Triệu Viện Viện nhìn hai người mà vừa bực mình vừa buồn cười Thiệu lâm Chồng cậu thì khôn ngoan Mà chẳng lẽ lại hồ đồ như thế sao Cậu nói cho mình nghe xem Có phải là đã lâu rồi Duy Nguyệt không tới thăm đúng không Lúc này Chu Thiến mới nhớ ra Quả thật đã lâu rồi không thấy Tiêu mạt thấy cô như vậy thì vui mừng nói Thiệu Lâm Cậu thực sự mang thai Lòng Chu Thiến rối loạn Có chút vui mừng lại có chút không chắc chắn Lúc sợ hãi Lúc vui mừng rồi lại sợ hãi Cô lắp bắp nói Mình mình không biết Thời gian này rất nhiều việc xảy ra Tới giờ mình cũng không hề nghĩ tới điều này Cô nhìn triệu viện viện Hai mắt sáng long lanh Thực sự là mình mang thai sao Chu Thiến vì mất mẹ từ nhỏ Nên phương diện này quả thật không tỉnh táo Bằng những cô gái khác Cô lại không ở chung với mẹ chồng Nên càng chẳng có ai chỉ bảo cho cô Hơn nữa thời gian qua cũng xảy ra nhiều việc Khiến cô không chú ý Nên dù chậm kỳ kinh nguyệt Thì cũng chẳng phát hiện ra Thế cho nên xuất hiện nhiều dấu hiệu như vậy Mà cô vẫn cứ mơ hồ Triệu viện viện không biết nên khóc hay cười mình làm sao mà biết được Nhưng mà cậu có thể đến cửa hàng thuốc Mua que thử thai coi xem Mình thấy mấy chị ở nhà máy ngày trước Cũng hay làm như thế Tiềm mà thương phấn Mau nói cho chồng cậu biết đi Anh ấy nhất định sẽ rất vui Chui thiến lắc đầu Để chắc chắn rồi nói Vạn nhất không phải Thì chẳng phải là để cho anh ấy mừng hụt sao Giờ cứ theo lời của viện viện nói Mua que thử thai đã Nói rồi cô bán tay hai người nhỏ giọng cầu xin hai người đi cùng mình được không ba người đi đến nhà thuốc nhăn nhó mà mua que thử thai ra khỏi hiệu thuốc mà mặt ai nấy vẫn cứ đỏ bừng mua que thử xong chu thiến vội vã về nhà vì thế nên xuất hiện cảnh tượng ban nãy chu thiến thấy kết quả chắc chắn thì lòng vô cùng vui mừng lúc này triệu uy thành còn chưa về cô mấy lần cầm điện thoại định báo tin cho anh nhưng lại cảm thấy nói trực tiếp thì tốt hơn Cô đứng ngồi không yên chờ đợi Hy Thành trở về Thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ Chưa bao giờ Chu Tiến cảm thấy Thời gian trôi chậm như lúc này Cô hết đi xuống tầng Lại đứng ngoài cửa lớn Kiễng chân chờ Hy Thành trở về Mãi đến khi Nhìn thấy ô tô của Hy Thành Từ xa dần tiến đến Nhìn xe tiến vào gara Nhìn bóng dáng quen thuộc ra khỏi gara Thì Chu Thiến không thể ức chế được sự kích động trong lòng Vội chạy lên ôm lấy Triệu Uy Thành Triệu Uy Thành cả người mỏi mệt Ngồi trên xe đã thấy bóng dáng Xinh đẹp của vợ hiền Tựa cửa đứng chờ Lúc này vợ yêu lại nhiệt tình ôm anh như vậy Khiến bao nhiêu mệt nhọc tan biến hết Anh ôm tràn lấy cô Cảm thấy hạnh phúc thật quý giá biết bao Hồi lâu sau Chu Thiến gần đầu lên nhìn anh Vốn lúc chờ anh Cô từng nghĩ ra đủ cách lãng mạn Để nói ra tin vui này giống như trong phim truyền hình, chuẩn bị bữa tối lãng mạn bên ánh đến, rồi xấu hổ nói cho anh biết rằng trong nhà sẽ có thêm người. Sau đó, nam chính sẽ cao hứng mà ôm lấy nữ chính, rồi hôn nữ chính nụ hôn đồng đàn. Nhưng Chu Thiến vừa nhìn thấy anh, nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, tưởng tượng sau này con mình cũng sẽ giống như anh, thì không nhịn được niềm vui mừng trong lòng. Cô ngừng đầu lên nhìn anh, câu đầu tiên chính là hy thành em có thai rồi triệu uy thành đang tận hưởng tình cảm dịu dàng của vợ đột nhiên vợ yêu nói ra những lời này khiến anh nhất thời không phản ứng kịp ngơ ngác nhìn cô cho đến khi hiểu ra ý của vợ thì cảm giác vui sướng như điên dâng trào trong lòng anh run run kích động hỏi em vừa nói cái gì nói nói lại một lần nữa đi trong mắt chu thiến là ánh sáng rực rỡ khóe miệng tươi cười Cô nhìn anh hưng phấn hét lớn Em có thai rồi Em có thai rồi Hy Thành Em thực sự có thai rồi Nụ cười của Triệu Huy Thành càng lúc càng rạng rỡ Ánh mắt càng lúc càng sáng bừng Anh đột nhiên hét lớn Sau đó ôm bổng cô lên Xoay vài vòng Cười ha hả khiến Chu Thiến Hoàng sợ Vội vã đấm vào ngực anh hét Hy Thành cẩn thận một chút Cẩn thận con Lúc này Triệu Huy Thành mới mua cô xuống Xin lỗi anh xin lỗi Anh nhất thời vui quá mà quên mất Anh vuốt tóc cô, cúi đầu Cọ chán vào chán cô Rồi nhẹ nhàng nói Thiệu Lâm, cảm ơn em Cảm ơn em đã cho anh món quà này Anh thực sự rất vui Đây là món quà của cả hai chúng ta Em cũng rất vui Bọn họ cảm nhận hơi ấm của nhau Nhìn bóng dáng mình trong mắt đối phương Nhìn đôi mi dài của đối phương khẽ run Mà trong lòng ngọt ngào như mật sau đó hai người cùng bật cười Triệu Huy Thành gần đầu ôm eo cô Cùng nhau đi vào phòng Lúc sáng đi làm anh còn đang nghĩ Anh thực sự cũng rất chăm chỉ Mà sao còn chưa có kết quả Chu Thiến giận dữ Cười nhìn anh một cái Sao chẳng thì anh nói gì Chẳng lẽ nói thì sẽ có sao Có khi còn khiến em sốt ruột không vui Lòng Chu Thiến ấm áp Ôm chặt lấy anh Huy thành tuổi cũng không còn trẻ Nhất định rất muốn có con rồi Hơn nữa chuyện đối trả lần trước Nhất định cũng khiến anh không dễ chịu gì Khao khát mong có con Nhất định rất cấp bách Nhưng anh vẫn nhịn lại không nói Chỉ là vì không muốn gây áp lực cho cô Là cô quá sơ ý Lại không ý thức được điều này Từ hôm nay trở đi Em nhất định phải nghỉ cơ cho tốt Đừng làm nhiều việc nặng Triệu Hy Thành cẩn thận dặn dò cô Chu Thiến lại nghĩ tới chuyện khác Sắp tới kỳ thi xét tuyển Nhưng giờ cô đang mang thai Sắp sinh em bé Sinh em bé rồi cũng phải mất một đoạn thời gian Không thể làm việc được Xem ra mơ ước làm trợ lý của khắc y Không dễ như cô vẫn nghĩ Thật đáng tiếc Giấc mộng đã gần kề ngay trước mắt Nhưng mà Chu Thiến vuốt bụng mình Lại nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của Triệu Huy Thành Đây mới là giấc mộng lớn nhất của cô Cùng người nhà hạnh phúc Vui vẻ bên nhau mãi mãi có ba đứa con đáng yêu bên mình Đây mới là điều mà cô mong muốn nhất Cô cũng hiểu Có được thì át có mất Tuy không thể làm trợ lý cho khắc y Nhưng chờ con lớn thì vẫn có thể làm công việc mà mình thích Buổi tối lúc ăn cơm Triệu Huy Thành cố ý dặn đầu bếp hầm canh gà Anh gắp thịt gà đầy bát chú thiến Miệng thì lại nhảy không ngừng Ăn thịt gà nhiều vào Trong thịt gà có rất nhiều chất Cả cá nữa Nghe nói ăn nhiều thịt bò Xây con da sẽ rất thông minh Cũng không biết còn đúng không nữa Ngày mai chúng ta đi đến bệnh viện kiểm tra đi Tiện thể hỏi bác sĩ xem Nên ăn gì, kiêng gì À đúng rồi Hình như là phải kiểm tra thường xuyên Cốc dưới của anh thỉnh thoảng lại xin nghỉ phép Một hai tiếng để đưa vợ đi kiểm tra Hình như việc kiểm tra này rất quan trọng Rút bữa cơm Cảm xúc của Triệu Huy Thành rất xúc động Nói thao thao bất tuyệt Nghĩ cái gì nói cái đó Hình như nói mãi cũng không hết Dặn mãi cũng không đủ Chu Thiến biết đó là vì anh sắp làm cha Nên đặc biệt hưng phấn Tuy rằng cô thấy rất ngạc nhiên Vì trong mắt người khác Anh luôn lạnh lùng như tô la Mà lại cũng có những lúc dài dòng Như bà mẹ hay lo lắng như vậy Nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc Cho nên vẫn luôn mỉm cười nghe anh nói Chờ đến khi anh nói cũng gần xong Không thể tiếp tục được nữa Thì Chu Thiến mới cười nói Chúng ta có nên báo tin này cho cha mẹ ngay không Bọn họ mà biết thì nhất định sẽ rất vui Triệu Huy Thành đang chuẩn bị gật đầu Đột nhiên anh như nghĩ ra chuyện gì Cười như con hồ ly mưu mẹo Không vội Chẳng phải cũng sắp đến sinh nhật mẹ rồi sao Hôm đó chúng ta hãy nói Có tin tốt này Anh tin cha dù giận cỡ nào cũng sẽ vui vẻ Tuy rằng sóng gió trước kia đã qua Nhưng triệu lão gia vẫn rất giận theo ông thấy sở dĩ có chuyện này xảy ra hoàn toàn là vì Hy Tuấn lăn lộn trong làng giải trí mà ra. Về phần Tiệu Lâm, nếu không phải cô ra ngoài, xuất đầu lộ diện cũng sẽ không khiến người khác có cơ hội này được. Cho nên ông như có được sự ủng hộ mà càng thêm phản đối việc Thiệu Lâm tiếp tục đi làm bên ngoài. Thậm chí còn thả tin rằng nếu không để ý đến thể diện triệu gia như vậy thì không cần về. Sinh nhật triệu phu nhân sắp tới cũng không cần tham gia. Việc này khiến triệu phu nhân thờ ngắn than dài suốt Khó mới có cơ hội con cái trở về Còn bị lão ra bảo thủ chặn ngoài cửa Nhưng bà cả đời cũng không dám chống đối lại chồng Nên ngoài thờ dài thì cũng chẳng làm được gì Chu Thiến nghĩ lại Cũng hiểu đó là một cách hay Nên liên tục gật đầu đồng ý Triệu lão gia tử cũng rất mong có cháu đích tôn Biết Chu Thiến mang thai thì vui còn trả kịp Sao có chuyện chặn bọn họ ở ngoài được đến lúc đó từ từ nói với ông có lẽ tâm tình thoải mái sẽ không cố chấp nữa buổi tối lúc đi ngủ triệu huy thành vén áo chu thiến lên áp tay vào bụng cô cẩn thận nghe ngóng rồi mới ngầm đầu về mặt thất vọng sao không nghe tiếng tim đập vậy chu thiến khẽ vỗ lên đầu anh cười nói sao mà nhanh thế được giờ chỉ sợ còn chưa được hai tháng sao mà có tiếng tim đập được Y nhân thì phải đợi bụng lớn Còn thành hình thì mới có chứ Hai người cũng đều không biết Thật ra thai nhi từ 6 đến 8 tuần đã có tim đập Nhưng phải có dụng cụ thì mới nghe được Những cái này nên mạng có thể tra được Nhưng lúc này cả hai đều rất vui Nên cũng quên cả việc nên mạng tìm kiếm thông tin Chu Thiến nói Anh thích con trai hay là con gái? Hình như có những gia tộc lớn đều rất thích có con trai nếu cô sinh con gái thì anh liệu có buồn không ai ngờ anh không chút suy nghĩ đã nói con gái chu thiến kinh ngạc vì sao bình thường chẳng phải mọi người đều muốn con trai sao triệu huy thành nhìn cô cười anh rất muốn biết trước kia em như thế nào sinh con gái nhất định rất giống em vậy anh không thích con trai à sinh thêm lần nữa là được mà lần đầu con gái Lần hai con trai Đứa ba con gái Đứa thứ tư là con trai Đứa thứ năm Chu Thiến đen mặt Anh coi em là lợn nái à Triệu Huy Thành tặc lưỡi Thiệu Lâm Em thực sự không nên so mình với lợn nái Lợn nái giỏi lắm Một lứa có thể sinh 8 đến 10 con cơ Chu Thiến giận dữ đấm lên ngực anh Đồ đáng ghét Anh đi mà tìm lợn nái sinh con cho anh Triệu Uy Thành co rụt người lại Liên tục xin tha được rồi, được rồi Em định mưu sát chồng sao Anh biết sai rồi Em giỏi hơn lợn nái nhiều Chu Thiến dần đến độ muốn cắn chết anh Triệu Huy Thành thấy cô mím môi Mặt đỏ bừng lên Tuy rất đáng yêu Nhưng lại sợ cô thực sự tức giận Vì thế lại ôm cô vào lòng Khẽ thì thầm vào tay cô Chỉ cần là con của chúng ta Cha hay gái anh đều yêu cả Chúng ta sinh nhiều nhiều đi về sau cho bọn trẻ chơi với nhau cho vui lớn lên có anh có em sẽ không cô độc nhưng không phải chính phủ đã có quy định kế hoạch hóa gia đình sao triệu y thành lơ đĩnh nói chẳng phải là phạt tiền sao nộp phạt là được cùng lắm thì chúng ta ra nước ngoài sinh ai quản chu thiến nghĩ tới cảnh những đứa trẻ diêu rít vây quanh mình gọi mẹ quả thực là bức tranh ấm áp hạnh phúc cô không khỏi bật cười Triệu Huy Thành lại nói Vốn đang định du xếp đi du lịch Giờ xem ra kế hoạch đành lùi lại vậy Cửu chạy câu đúng là không có duyên Giọng nói có chút tiếc nuối Chu Thiến cười Đợi sau này con cứng cáp Cả nhà chúng ta cùng nhau đi Chẳng phải là càng vui hơn sao Mắt Triệu Uy Thành sáng bừng Cũng đúng Chúng ta cùng bọn nhỏ đi chơi nhất định sẽ rất vui Chu Thiến lại trở nên vui vẻ Cô nhìn Triệu Uy Thành, tay anh đang vuốt về bụng cô, miệng cười thỏa mãn. Trong lòng cô cảm giác dịu dàng, ấm áp vô cùng, hạnh phúc ngập tràn. Cô dựa đầu vào lòng anh, nghĩ rằng cô nhất định sẽ nắm chặt hạnh phúc này, không để nó vụt khỏi tay. Ngày hôm sau, hai người đều xin nghỉ phép bởi vì Triệu Uy Thành muốn đưa cô đi khám. Triệu Uy Thành dặn thư ký hẹn trước với bác sĩ tốt nhất, bởi vì là con dâu Triệu thị nên nhanh chóng đến lượt. Đầu tiên là kiểm tra xác định lại chuyện mang thai Tuy rằng Chu Thiến đã kiểm tra Nhưng nghe nói cách đó cũng không phải là đúng tuyệt đối Nên cô vẫn lo có sai sót Giờ nghe bác sĩ xác định Thì tâm tình thả lỏng nhiều Điều này thì Triệu Huy Thành lại không hề để ý Anh nghe bác sĩ nói vợ có thai Thì về mặt cũng rất bình thản Vợ nói có đương nhiên là có Có gì cần phải nghi ngờ Sau đó lại là một loạt kiểm tra Siêu âm gì gì đó Nhìn những tế bào nhỏ xíu kia Triệu Uy Thành kinh ngạc Ngu ngốc hỏi Đây chính là đứa bé Bác sĩ siêu âm là người vui tính Cười nói Ban đầu anh cũng như vậy mà Khóe miệng Triệu Uy Thành giật giật không nói gì Châu Thiến nhịn cười đau cả bụng Khiến hai người vui mừng Là bác sĩ đặt máy móc gì đó Lên bụng cô Sau đó cho bọn họ nghe tiếng tim đập của thai nhi Hai người đều tươi cười Kích động vô cùng Triệu Uy Thành cười nói, lại có thể nghe được tiếng tim đập. Tiếng tim đập còn mạnh như vậy, nhất định là đứa trẻ khỏe mạnh. Bác sĩ có lẽ đã quen với cảnh những người làm cha tự phụ này rồi, cũng chỉ cười không nói. Kiểm tra xong, bác sĩ nói với bọn họ, giờ đứa trẻ rất khỏe mạnh, nhưng 3 tháng đầu thai nhi chưa ổn định, không cẩn thận có thể xảy thai nên nhất định phải thật cẩn thận. Triệu Uy Thành cẩn thận hỏi, Vậy phải chú ý những điều gì? Một giờ sau đó bác sĩ đều kiên nhẫn nói về ăn uống sinh hoạt Triệu Huy Thành nhất nhất lắng nghe Chỗ nào không hiểu thì hỏi Bằng hiểu mới thôi Bác sĩ có lẽ bị anh quấn phiền hà Mà hung hăng nói Trong ba tháng cấm chuyện phòng the Triệu Huy Thành cứng họng Đứng sững đó Còn Chu Thiến lại bưng miệng cười Từ bệnh viện đi ra Triệu Huy Thành vẫn luôn lầm bẩm Ba tháng sau đó thở dài Oán hận nói à, Vì con yêu Ba tháng thì ba tháng Cũng có phải chưa từng nhịn đâu mà Chu Thiến tỏ vẻ cảm động Vỗ vỗ lưng anh Đúng là một người cha vĩ đại Thật ra ý của bác sĩ là ba tháng đầu mang thai Cấm chuyện phòng the Hiện tại Chu Thiến đã được hai tháng Kiên cứ một tháng là được Nhưng hai người lại hiểu thành ba tháng nữa Triệu Hy Thành đáng thương Chu Thiến trở lại công ty Nói tin này cho tiểu Mạt và Triệu Viện Viện Bọn Trương Lâm biết tin đều chúc mừng cô Cũng hẹn buổi trưa cùng ăn cơm chúc mừng Mọi người hẹn ăn ở khách sạn khá sang Chẳng có cách nào Căng tin công ty không lớn lại nhiều người Chu Thiến không chịu được mùi ở đó Cùng nhau ăn cơm cũng giống như trước kia còn đi học vậy Mọi người đều có mặt Kể cả Vương Vĩ, Vương Lâm, Lý San Chỉ thiếu Lưu Văn Trí Nhắc tới Lưu Văn Trí Ai nấy cũng thoáng yên lặng Trương Bân nói Nếu như không phải cậu ấy nhất thời bị quỷ ám Mà đi đổi keo xịt tóc của Thiệu Lâm Thì sao có thể bị hồ dai dai túng gái được Mà rơi phải tình cảnh này được Về sau ra tù cũng chẳng thể làm công việc này nữa Ai sẽ tuyển người từng phát tán ảnh tương tư của khách hàng làm việc Huồng Chi còn từng ngồi tù Bởi vì Lưu Văn Chí khai hết mọi chuyện ở đồn cảnh sát nên chuyện keo xịt tóc của Tiểu Lâm cũng được sáng tỏ. Bạn bè đều cảm thấy tiếc cho anh, sắp có thể tham gia thi tuyển, anh lại có cơ hội rất lớn, tiền đồ sáng lạn, lại vì lòng tham nhất thời mà hủy đi mọi thứ. Lý San nhắc tới anh thì về mặt ảm đạm. Lưu Văn Chí thích Lý San mọi người đều biết, chắc hẳn Lý San cũng thích anh ta. Triệu Viện Viện thấy cô ấy không vui thì an ủi. Lý San, cậu đừng buồn. Cậu hẳn nên thấy may mắn vì sớm nhận ra bộ mặt thật của anh ta. Nếu như anh ta chỉ vì chút lợi ích mà bán đứng bạn bè, thì sao biết được sau này anh ta có bán đứng người bên cạnh mình không? Chú Thiệt cũng nói, sắp tới kỳ thi rồi, vẫn nên tập trung để thi thì tốt hơn. Làm tốt việc của mình là được rồi, đừng quá buồn. Tiêu mặt cười rót rượu cho mọi người, chén Chu Thiến thì rót nước hoa quả rồi nói. Hôm nay là chúc mừng Thiệu Lâm, đừng nhắc đến chuyện không vui. Chúng mình kính Thiệu Lâm một đi, Chúc cô ấy sinh hạ cục cưng béo khỏe nào Mọi người đều nâng chén chúc mừng Chu Thiến Không khí lại trở nên cực kỳ vui vẻ Uống rượu rồi Trương Mân hỏi Thiệu Lâm Cậu phải sinh em bé Vậy kế hoạch sau này thế nào Chu Thiến uống một ngụm nước trái cây rồi nói Thi tuyển xong Nếu được công ty nhận làm Thì mình sẽ xin nghỉ phép Nếu công ty không cho Thì cũng đành xin nghỉ thôi Vương Vĩ giật mình Cậu không muốn làm trợ lý của các y sao Cậu rất có khả năng Mọi người cũng đều nhìn cô Chu Thiến cười Mọi người có thể tưởng tượng cảnh Đi theo thầy các y Là trợ lý đang mang thai không Hơn nữa yêu cầu của thầy cũng rất nghiêm khắc Mình sợ mình không theo kịp Dù sao em bé mới là quan trọng Cũng đúng Mọi người đều gật đầu Trương Mân cười Vậy nếu như Thiệu Lâm không tham gia thì cơ hội của mình càng lớn rồi Tiểu mạt lại bĩu môi Bốc phép cũng không biết ngượng Ở đây còn tôi và triệu viện viện Anh không có cơ hội đâu Trương Mân nhìn mọi người cười khổ <cười> Nhất định là kiếp trước Mình gây thù trúc oán với cô ấy rồi Tiểu mạt để thêm vào Kiếp này cũng có thù Chu Thiến rót rượu cho bọn họ rồi cười nói Được rồi đừng có ở Mỹ nữa Hai người uống rượu dài hòa đi Đúng là một đôi oan gia đáng yêu Sinh nhật triệu phu nhân vào ngay cuối tuần này Chu Thiến và Triệu Uy Thành bàn bạc Tính cách triệu lão gia tử nóng này cố chấp Không tránh khỏi hôm đó Quả thực sẽ bị nhốt ngoài cửa Khiến cho bị khó xử Vẫn là nên đem chuyện Chu Thiến mang thai ra Nói cho bọn họ từ trước thì hơn Buổi tối thứ sáu, Chu Thiến gọi điện báo tin vui cho triệu phu nhân Qua điện thoại có thể thấy Giọng của bà tràn ngập niềm vui Không ngừng hỏi Thật sao? Thật vậy sao? Chu Thiến nói Đúng vậy, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ Mọi thứ đều rất tốt Trong điện thoại truyền đến tiếng cười của triệu phu nhân Hiển nhiên là bà rất vui mừng Bà hỏi han hàng loạt chuyện Rồi lại hỏi tình hình của Chu Thiến Vô cùng hưng phấn Chu Thiến cũng kiên nhẫn trả lời bà Cuối cùng triệu phu nhân nói Ngày kia nhớ đến sớm nhá Mẹ muốn gặp cháu của mẹ Nói xong lại khẽ bổ sung Đừng có bận tâm mấy lời của cha con nói Chờ mẹ nói tin này cho ông ấy Ông ấy chắc chắn sẽ vui vẻ Mà quên hết mọi chuyện Sau khi cúp máy Triệu phu nhân không nhịn được sự vui mừng này Vội vã chạy đến thư phòng Muốn đem tin này nói cho chồng Quốc Dương Quốc Dương Vừa rồi Thiệu Lâm gọi điện về Triệu Quốc Dương đang đọc sách Nghe vợ nói như vậy Thì cũng không buồn ngẩng đầu Hừ nhẹ nói Bà nói với chúng nó Ngày kia không cần phải đến đây Nhìn đã thấy phiền Triệu phu nhân đi đến bên ông Giật lấy quyển sách trên tay ông Triệu quốc dương ngừng đầu Về mặt tức giận Nhưng lại thấy vợ rất vui vẻ Thì không khỏi sừng sốt Bà có chuyện gì thế Thắng bạc à Cười tươi như hoa ấy nhỉ Thắng bạc Tôi thấy có thắng được bao nhiêu tiền Thì cũng không đáng vui mừng thế này đâu Bà ghé đầu vào tay chồng Cười cười nói Khi nãy Thiệu Lâm nó gọi điện thoại đến Nói cho tôi biết Con bé có thai rồi Được hai tháng Hơn 7 tháng nữa thì chúng ta có cháu để bế rồi Triệu Quốc Dương tháo kính xuống Nhìn vợ Thật sao Giọng nói đầy sự kinh ngạc vui mừng Đúng thế đúng thế Tôi nói cho ông nghe nhé Ngày mai không được nhốt cháu của tôi ở ngoài cửa đâu Triệu Quốc Dương giả bộ không để ý khẽ hử một tiếng rồi lại đeo kính lên xoay ghế qua chỗ khác không nói gì nhưng triệu phu nhân lại nhìn thấy ở cửa kính đối diện bóng chồng mình đang cười triệu phu nhân hiểu ý cười cười cũng không trêu chọc ông nữa xoay người đi ra ngoài bà còn phải dặn dò nhà bếp chuẩn bị nhiều đồ ăn bổ cho phụ nữ mang thai nữa đến cuối tuần chu thiến và triệu uy thành đi về biệt thự lớn của triệu gia nhìn thấy cổ lớn rộng mở thì không khỏi nhìn nhau cười Hai người còn sợ bị người cản lại mà xấu hổ Giờ xem ra Quả nhiên cháu là vô địch Tiệc sinh nhật lần này không phô trương như lần trước Cũng không đông khách như trước Dung Tàu nói với bọn họ Khách đều là một số họ hàng thân thích trong nhà Cũng không quá nhiều Giờ vì còn sớm Nên khách còn chưa đến Vào đại sảnh đã thấy triệu phu nhân ăn mặc sang trọng Hoa lệ Thấy bọn họ vào thì cười rạng rỡ Đứng dậy vươn tay về phía bọn họ triệu lão gia vẫn ngồi yên đó không nhúc nhích nhưng sắc mặt rất tốt hai người đi tới cầm tay triệu phu nhân triệu phu nhân nhìn chu thiến từ trên xuống dưới nhíu mày nói sao trông gầy thế nhất định là dinh dưỡng không đủ rồi giờ con có thai sinh hoạt ăn uống nhất định phải cẩn thận mới được chu thiến cười nói mẹ mẹ yên tâm con sẽ chú ý ngày nào hy thành cũng đều bắt con ăn canh đó nghe xong triệu phu nhân lại nhăn mặt chỉ ăn canh hầm thôi sao mà được còn phải để ý phối hợp dinh dưỡng nữa xem ra đầu bếp của hai đứa cũng không có kinh nghiệm rồi bà chấm ngâm một hồi rồi nói hay như vậy đi hai con dọn về đây ở đi mẹ và dung tàu đều có kinh nghiệm hơn nữa hy thành cũng không hay về nhà để con ở nhà một mình mẹ cũng không yên tâm chu thiến và triệu uy thành nhìn nhau Huy Thành thoáng động lòng. Về sau Thiệu Lâm bụng lớn, mình thường không ở bên cạnh cô. Mẹ có kinh nghiệm có thể chăm sóc Thiệu Lâm tốt hơn. Nghĩ như vậy, Triệu Huy Thành khẽ hỏi Chu Thiến. Em thấy sao? Chu Thiến biết Triệu Vu Nhân có ý tốt, tuy rằng cô rất muốn sống cuộc sống hai người với Triệu Huy Thành, nhưng với con mà nói thì đây là sự sắp đặt rất thỏa đáng, nên cười gật đầu. Triệu phu Nhân thấy bọn họ đồng ý, nghĩ đến sau này có thể ở chung với các con thì càng thêm vui vẻ lúc bọn họ nói chuyện triệu lão gia tử dù ở bên cạnh không nói gì nhưng tai thì không bỏ qua bất kỳ một câu nào yêu cầu vợ đưa ra rất hợp ý của ông thấy con đến chút việc nhỏ này cũng phải trưng cầu ý kiến của con dâu thì cảm thấy khinh bỉ cảm thấy giờ con càng lúc càng yếu đuối trước kia nó bá đạo cứng rắn thì hợp với ý ông hơn giờ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến của vợ thì còn ra cái gì nhưng ông thấy chu thiến đồng ý trở về thì trong lòng cũng vui mừng Cảm thấy con dâu vẫn thấu tình đạt lý Dù từng không nghe lời Nhưng giờ xem ra hoàn toàn là vì con mình quá yếu đuối Bốn người ngồi trên sofa Triệu phu nhân kéo tay Chu Thiến nói chuyện phiếm Lúc thì hỏi bị cái thai hành như thế nào Có lúc lại hỏi cô thèm ăn gì Hỏi đủ chuyện Về mặt rất hưng phấn Đến khi triệu phu nhân chuẩn bị hỏi lại mấy vấn đề cũ thì dung tàu ở bên lại xen vào đôi câu chuyện đề tài càng khiến triệu phu nhân rất vui vẻ triệu lão gia tuy không nói gì nhưng có thể thấy ông rất chú ý đến cuộc nói chuyện này tỉ như khi triệu phu nhân hỏi chu thiến có còn đi làm không thì ông không nhịn được mà chen vào ông nhìn chu thiến nói giờ con đã mang thai còn muốn chạy đi chạy lại bên ngoài sao vạn nhất có gì sai sót thì phải làm sao Triệu phu nhân rất đồng ý với chồng, chẳng qua ngữ khí có ôn hòa hơn một chút. đúng thế, vẫn nên thôi việc đi con ạ. làm ở ngoài không cẩn thận, nhỡ ngã ra thì làm sao? chu thiến cười trả lời hai người. Ừ, cha mẹ, trời thi tuyển xong, con sẽ xin nghỉ dài hạn. con không dám đùa sỡn với chuyện này, đứa trẻ là quan trọng, cha mẹ yên tâm đi. nghe chu thiến nói xong, thì mặt của triệu lão gia mới giãn ra chút ít. Triệu phu nhân cũng rất vừa lòng, gật đầu liên tục. Mọi người đang nói chuyện thì khách cũng lục tục kéo đến, đầu tiên là mấy người nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân, em gái, em rể của bà và mấy đứa cháu. Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Thiến gặp người nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân, nhưng xem ra bọn họ đều biết cô. Triệu phu nhân biết Chu Thiến mất trí nhớ, không biết bọn họ nên đều giới thiệu lại cho cô biết. Trong đó cháu gái của Triệu phu nhân, ước chừng 20 tuổi, nhìn thiệu lâm rồi nói với triệu phu nhân gì à gì có cô con dâu thật giỏi mấy hôm trước đều đưa tin về chị thiệu lâm hôm qua còn có buổi phỏng vấn của chị ấy nữa cơ cô ấy đi đến bên chú thiến ôm tay cô rồi thân thiết nói bạn học của em đều nói chị rất giỏi thiết kế của chị cho anh hy tuấn thực sự quá đẹp một người là anh họ một người là chị dâu Em thực sự được thông lây đó Đám bạn của em rất ngưỡng mộ em Sau sóng gió trước Thiệu Lâm cũng nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình Tối hôm trước chương trình đã lên sóng Buổi tối triệu phu nhân thường đi ngủ sớm Nên không xem được Em gái của triệu phu nhân Vội ngăn con gái lại Dài Lâm đừng có nói lung tung Trẻ con thì biết cái gì Bà biết anh rể mình là người rất sĩ diện Cũng từng nghe chị kể qua chuyện này Biết anh rể không thích Chủ đề này Bà nhìn qua Quả nhiên thấy mặt ông trầm xuống Nhà mình cần anh rể giúp rất nhiều Không nên đắc tội với ông Ai ngờ Gia Lâm vốn được đuông chiều Không hiểu tâm tư của mẹ Chỉ nói Con còn nói sai cái gì đâu Chị Thiệu lâm cũng rất có năng lực mà Ai cũng đều nói như vậy cả Triệu phu nhân vốn có chút khó chịu Về công việc của Chu Thiến Luôn cảm thấy việc hầu hạ người khác là việc bất mặt Rồi thấy cháu gái tán thưởng như vậy hoàn toàn không có ý khinh thị thì cũng vui vẻ hơn. Sau đó bọn họ ngồi xuống, gia lâm an vị ở bên cạnh Chu Thiến, nhộng nhẽo hỏi chuyện tạo hình. Ánh mắt nhìn Chu Thiến đầy sùng bái, vẻ mặt đầy khiến lòng triệu phu nhân rất thoải mái. Triệu lão gia tử thì ngồi nói chuyện với em rể, cháu trai. Thấy tình hình bên Chu Thiến như vậy thì tâm tình cũng thoải mái hơn chút. Sau đó là bạn chơi bài của triệu phu nhân là Trương Phu Nhân, Vương Phu Nhân đến. Sinh nhật bản thân sao có thể vắng mặt Hai người chào hỏi chủ nhà Sau đó thấy Thiệu Lâm thì đều vui vẻ Trương phu nhân nói với triệu phu nhân Vừa rồi tôi còn đang nói với Minh Chi Vương phu nhân Xem hôm nay có gặp được Thiệu Lâm không Vương phu nhân cười Tôi đã bảo là sẽ gặp được con bé mà Triệu phu nhân khó hiểu Hai người tìm Thiệu Lâm làm gì Trương phu nhân cười sang sảng Giờ Thiệu Lâm nhà bà là người nổi tiếng rồi Hôm qua tôi xem buổi phỏng vấn của con bé Đúng là khiến cho người khác bội phục Nguyệt cầm Số bà tốt thế Con còn năng lực không nói Ngay cả con dâu cũng thật giỏi giang Đúng là khiến tôi hâm mộ quá đi mất Phỏng vấn Hai người liền nhắc đến chuyện phỏng vấn Đúng là khiến triệu phu nhân tò mò Vương phu nhân kinh ngạc Sao thế Bà còn chưa xem bà, Giờ bao xem đi Sắp phát lại rồi triệu phu nhân vội vàng kêu dung tàu mở ra tv triệu phu nhân nhỏ giọng hỏi chu thiến sao có phỏng vấn mà không nói với mẹ cũng nên bảo mẹ xem với chứ bạn bè khét ngợi khiến bà nở may nở mặt nhất thời cũng quên mất chính mình từng phản đối con dâu đi làm triệu huy thành cũng nhìn chu thiến đừng nói là triệu phu nhân đến anh cũng còn chưa xem nhìn ánh mắt trách cứ của hai người chu thiến cười khổ nói Thời gian này con đều chỉ lo cho đứa bé Cũng không có nhớ rõ chuyện này Con cũng đã xem đâu Lên sóng thì đài truyền hình phải báo một tiếng chứ Thật ra đài truyền hình có gọi điện báo Nhưng từ sau khi mang thai Điện thoại di động Chu Thiến đều không mang bên cạnh nên không biết Triệu Huy Thành vội vàng nói Không sao đâu Dù sao chờ xem đi Mọi người cùng nhau xem cho vui TV đang quảng cáo Lúc này Triệu lão gia cũng không nhịn được mà chăm chú theo dõi. Lúc chờ đợi, lại có một số khách đến nhà. Có họ hàng của triệu lão gia, cũng có họ hàng của triệu phu nhân. Cuối cùng chính là cha mẹ và anh chị dâu của thiệu lâm. Triệu phu nhân kể chuyện thiệu lâm có thai với tống phu nhân. Người nhỏ tống nghe xong đều rất vui. Bạch tư mẫn cười chúc mừng chu thiến. Chỉ có tống thiệu khang thì có chút mất tự nhiên. Chu Thiến biết nhất định là vì lần trước anh ta nhờ cô giúp nhưng cô lại từ chối. Nhưng Chu Thiến có chút không hiểu. Đã đến đây rồi thì còn cao có làm cái gì? Sinh nhật của người khác mà mặt mũi hầm hè thì chẳng thà đừng đến. Con cả của Tống Gia cũng chẳng còn trẻ tuổi gì, sao còn tùy hứng như vậy? Bạch Tư Mẫn nói với cô. Em đừng trách anh ấy, gần đây tâm tình anh ấy không tốt. Công trình lần trước anh ấy phụ trách có chút vấn đề, đối tác gây phiền phức. Lần này chẳng biết vị trí tổng giám đốc có còn giữ được không nữa. Về mặt Bạch Tư Mẫn rất lo lắng. Chu Thiện thấy cô không vui, nói. Có phải là tại lần trước em không đồng ý, anh ấy cho nên... Bạch Tư Mẫn lắc đầu. Không liên quan gì đến em. Hy Thành đã giúp anh ấy rất nhiều. Chuyện lần này rất lớn. Hy Thành cũng chẳng giúp được gì. Không trách các em được. Hơn nữa, anh ấy cũng không thể cứ vì mình mà làm sai. Rồi lại đổi thừa vì người khác không giúp được. Chu Thiến nhìn cô nghĩ thầm Người con gái thấu tình đạt lý này Phải lấy tống tiệu khang Thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân châu Ngày xưa sao tôi mẫn lại yêu anh ta được nhỉ Vấn đề là Bãi phân châu này còn không biết quý trọng cô ấy Còn lăng nhăng ở bên ngoài Nhắc tới anh ta Chu Thiến rất chán ghét Bên kia Tống Thiệu Khang đứng bên cạnh Tống Trí Hào Nhìn hai ông già nói chuyện phiếm Về mặt vẫn như ai thiếu tiền mình không bằng Chu Thiến nhìn rồi qua mặt đi mặc kệ anh ta. Trong TV, phỏng vấn Chu Thiến bắt đầu, mọi người đều bị thu hút. Đây cũng là chương trình rất ăn khách. Bình thường đều phỏng vấn những người nổi tiếng. Triệu phu nhân thấy con dâu mình có thể xuất hiện ở chương trình này thì rất tự hào. Trong TV, Chu Thiến mặc chiếc áo khoác vàng nhạt, quần dài đen, tóc dài buộc sau gáy, trông rất thanh lệ, thoải mái. MC là một người nổi tiếng, rất được yêu thích. Cô giới thiệu qua về Chu Thiến cho mọi người lại truyền đến một số hình ảnh trong buổi dạ yến của Hy Tuấn. dưới sân khấu, mọi người nhìn thấy Hy Tuấn thì đều vỗ tay hoan hô trước TV. Đám người trẻ tuổi nhìn thấy Hy Tuấn thì đều hoan hô, vui vẻ. Còn những người lớn tuổi thì lại có vẻ mặt khác nhau. Triệu lão gia tử thấy Hy Tuấn thì mặt trầm xuống. Cũng may Hy Tuấn chỉ xuất hiện trong giây lát, TV lại chiếu cảnh, trường quay. Em xin nói, Tạo hình của Hy Tuấn là do Tống Tiểu Thư thiết kế sao? Chu Thiến trả lời Bởi vì lúc ấy thầy các y bị tai nạn Mà tôi lại là người thân của Hy Tuấn Nên mới miễn cưỡng thử MC lại hỏi một số chuyện về tình huống lúc đó Chu Thiến cũng nhất nhất trả lời Sau đó MC hỏi Tống Tiểu Thư Theo tôi biết thì bản thân cô là thiên kim của Tống Thị Lại cũng là con dâu của Triệu Thị Theo đạo lý cô không cần phải đi làm thì cũng rất thoải mái rồi vì sao cô còn muốn đi học stylist? Kiếm một số tiền có thể nói là hoàn toàn nhỏ bé so với tài sản của mình. Mọi người trước TV đều rất chú ý. Xem ra đây là vấn đề ai cũng muốn biết. Chu Thiến mỉm cười thoải mái như gió mùa xuân. <laughs> Đầu tiên đây là công việc mà tôi thích. Lúc làm việc tôi thấy rất vui vẻ, thoải mái. Tôi cảm thấy người sống ở trên đời có thể làm công việc mà mình yêu thích là một chuyện rất hạnh phúc. Nhưng mà cũng rất khó Sau nữa tôi cảm thấy là phụ nữ Dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào Cũng không nên có ý nghĩ Sống dựa dẫm vào người khác Giao cuộc đời của mình cho người khác Đó là một việc rất nguy hiểm Tiền Dù ít hay nhiều Nhưng quan trọng là bạn phải chịu đi làm Có dũng khí nắm giữ vận mệnh của chính mình Hơn nữa làm việc cũng có nhiều điều tốt Bạn có thể kết bạn với nhiều người Không đến mức tách rời khỏi xã hội còn có thể giữ được sức sống của bản thân rất nhiều điều tốt người nhà của cô có ủng hộ cô không chồng tôi rất ủng hộ tôi có thể nói tôi có thể an tâm học tập làm việc là nhờ công lớn của anh ấy ở đây tôi muốn nói với anh ấy một tiếng cảm ơn trước tivi triệu huy thành nắm chặt tay chu thiến mỉm cười với cô mà những người phụ nữ khác nghe xong cũng không khỏi liếc nhìn cô một cái đạo lý cô nói bọn họ đều hiểu nhưng không phải ai cũng có dũng khí đó, bảo bọn họ từ bỏ cuộc sống nhàn hạ để đi làm việc vất vả thì bọn họ không làm được. Phụ nữ chỉ muốn cả đời thoải mái là được, vì sự nhàn hạ đó mà phải hy sinh một số điều, kể cả việc chồng có tình nhân ở bên ngoài, kể cả việc mình không có tiếng nói trong gia đình thì không khỏi trầm tư, sự thỏa hiệp này liệu có đáng giá hay không. Sự tự tin trong mắt Tống Thiệu Lâm khiến người khác thực sự hâm mộ, là vì cô ấy nắm giữ vận mệnh trong tay mình nên mới có được sự thông dong đó hay sao, bởi vì cho dù đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào, cô ấy cũng đều tự tin sẽ vượt qua được. Triệu lão gia tử chỉ ân lặng xem tivi, mặt không biến sắc, nhưng nhìn qua cũng không bực mình. Trong tivi, MC nói: "Thật hâm mộ Tống tiểu thư có được người chồng tốt như vậy. Chồng cô ủng hộ cô, vậy còn cha mẹ cô thì sao? Cha mẹ chồng nữa. Bọn họ cũng ủng hộ cô chứ?" Chu Thiến vẫn luôn mỉm cười Bọn họ có chút điều lầm Đối với công việc của tôi Nhưng mà tôi tin Khi bọn họ biết tôi đã cố gắng Yêu thích công việc này Thì nhất định cũng sẽ ủng hộ tôi Tôi rất mong được gia đình ủng hộ mình Nhìn đến cảnh này Triệu lão gia đột nhiên đứng lên nói Khách đều đã đến cả rồi Cũng không còn sớm nữa Vào vị trí đi Mọi người nhìn nhau đều đoán là ông tức giận nhưng về mặt ông lại không hề có gì là giận dữ Nhưng thấy ông nói như vậy Thì dù mọi người vẫn muốn xem tiếp Nhưng đều đứng dậy Đi theo ông vào nhà ăn Nhưng đột nhiên Chu Thiến nhỏ giọng nói Hy Tuấn còn chưa đến Đợi thêm chút nữa đi Triệu lão gia lớn tiếng nói Còn chờ cái gì nữa Muốn đến thì đã đến từ sớm rồi Vừa dứt lời Hy Tuấn từ ngoài đi vào Ngại quá con về muộn Hy Tuấn ăn mặc đơn giản Tóc buộc sau đầu Nhìn trông rất thoải mái Trong tay anh cầm một chiếc hộp Có lẽ là quà cho mẹ Anh vừa đến thì những người trẻ tuổi Như có thuốc kích thích mà đều kích động Nhất thời cũng quên mất mình đang ở đâu Như đàn ông vỡ tổ mà vây lấy anh Níu díu đòi xin chữ ký Nhìn thấy tình cảnh này Triệu lão gia tử lại nhăn mày lại Ông không khỏi nhìn lại xung quanh Thấy mọi người không ai có phản ứng gì khác lạ Thì mới yên lòng những người đó, đặc biệt là người lớn tuổi, đều là người thấu hiểu nhân tình, biết triệu lão gia không thích con làm ngôi sao. Cho dù bọn họ thực sự có suy nghĩ gì, thì cũng vạn lần không được bộc lộ trước mặt triệu lão gia được. Hi Tuấn tân thiết đồng ý, nói với bọn họ chút nữa nhất định sẽ ký và chụp ảnh chung. Anh nói xin lỗi rồi đi tới bên triệu phu nhân, ôm bà cười nói: Mẹ, quà sinh nhật của mẹ, thử xem xem có thích không triệu phu nhân gặp con sớm đã tươi cười vui vẻ bất kể con đưa cái gì bà đương nhiên đều thích sau đó bà đón lấy chiếc hộp nhỏ cầm tay con mỉm cười chu thiến ở bên nói mẹ nhìn xem là gì đi mọi người đều tò mò lắm đó những người bên cạnh cũng đều phụ họa theo lúc này triệu phu nhân mới mở ra chỉ thấy bên trong là chiếc châm cài áo đính kim cương thiết kế độc đáo rất đẹp Trương phu nhân nhìn mà hâm mộ Triệu phu nhân rất cao hứng Vừa tự hào vừa thấy con thật hiếu thảo Cười tươi như hoa nở Bà triệu lão gia ở bên Lại lạnh lùng hư một tiếng Khi Tuấn nghe thấy Nhìn cha rồi đi đến bên ông Khẽ chào ông một tiếng Trước mặt khách hứa Triệu lão gia tử đương nhiên sẽ không nói gì Chỉ là khi nhìn anh thì có chút tức giận Mọi người đều có chút khinh thường Như thể trong mắt bọn họ con mình chỉ là con khỉ siếc diễn cho mọi người nghĩ như vậy triệu lão ra mặt tối sầm lại nhưng cũng không tiện nổi cáu chỉ lạnh đùng nói đi dùng cơm đi nói xong xoay người đi vào nhà bếp cha khi tuấn đứng sau gọi ông lại triệu lão ra tử nghe vậy thì quay đầu khi tuấn cầm chiếc hộp trong tay đưa tới trước mặt ông rồi nói cha đây là của cha con tìm rất lâu mong rằng cha sẽ thích Triệu phu nhân thấy chồng vẫn chìa lạnh lùng Thì vội đi đến bên ông Còn nó có lòng Ông cầm lấy đi Triệu lão gia tù nhìn xung quanh Thấy mọi người đều đang nhìn Thì đành vươn tay nhận lấy chiếc hộp Triệu phu nhân cười nói Mở ra xem đi Còn tặng ông gì thế Nói xong lại quay đầu nhìn con Nếu mà quý hơn của mẹ Thì mẹ không chịu đâu nhá Hy Tuấn chỉ cười Trong ánh mắt tò mò của mọi người triệu lão gia mở chiếc hộp ra, chỉ thấy bên trong là một hộp xì gà màu cà phê có mùi hương thản nhiên tỏa ra xì gà là thứ mà triệu lão gia cực yêu thích hơn nữa hộp xì gà này vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm sắc mặt ông lúc này mới thoải mái hơn một chút khi tuấn nói đây là mấy hôm trước con sang pháp lưu diễn thì mua là từ cuba nghe nói là xì gà ngon nhất thế giới bên kia tống trí hào nghe vậy thì nói đây là loại xì gà đặc biệt cũng chỉ có 5 hộp thôi tôi cũng muốn mua nhưng không được lão triệu tôi mặc kệ thế nào ông cũng phải cho tôi thưởng thức cùng đấy nghe thấy bảo hộp xì gà quý giá như thế sắc mặt triệu lão ra giãn hẳn ra cười nói với tống trí hào muốn hút thì đi bà bảo con ông mua đi tống trí hào nói con tôi nào được hiếu thảo như Hy tuấn làm việc còn chẳng xong nữa là Lão Triều Thực sự hâm mộ ông Đúng là gừng càng ra càng cay Tống trí hào khéo léo nịnh nọt Được triệu lão ra Khiến ông thật vui vẻ Chu Thiến nhìn Tống Thiệu Khang bị cha nhắc đến Mà không vui thì không khỏi lắc đầu Kém xa Tống Thiệu Khang này nghĩ gì cũng đều bộc lộ ra ngoài Xem ra bị thay thế Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Cô lại nhìn tư mẫn mà thở dài trong lòng triệu lão gia tử nghe tống trí hảo nói như vậy thì cũng biết là hy tuấn có lòng dù có lúc không nghe lời nhưng vẫn rất hiếu thảo hôm nay anh đã về thì nên vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm về phần công việc của nó thì để sau hãng nói bởi vì tâm tình triệu lão gia tốt nên bữa cơm cũng rất vui vẻ triệu phu nhân nhìn thấy các con đều hiếu thảo còn dâu lại có tin vui thì cảm thấy mọi chuyện đều thật tốt hơn nữa mọi người thỉnh thoảng lại tưng bốc bà mấy câu khiến bà thực sự rất vui sinh nhật hạnh phúc ăn cơm trưa xong khách ngồi lại một lúc rồi đứng dậy cáo từ lúc giống phu nhân gần đi còn kéo chu thiến lại nói thật lâu đều là dặn dò cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe cuối cùng thở dài nói giờ anh con được công ty địa vị càng lúc càng thấp còn là em thì cũng phải để ý một chút mới được chu thiến thấy khóe mắt bà có nếp nhăn biết thời gian này nhất định vì chuyện của con mà lòng không thoải mái con biết rồi có thể giúp thì nhất định con sẽ giúp không thể giúp thì cô cũng chẳng có cách nào tống phu nhân nghe ra ý tại ngôn ngoại của cô môi giật giật con định nói thêm gì nhưng nhìn ánh mắt của chu thiến thì lại chẳng nói được gì chuyện đành thở dài đều là anh con kém cỏi bà xoay người đi theo chồng Chu Thiến nhìn bóng dáng có phần già nua của bà mà nghĩ Người phụ nữ này cả đời đều tốn sức lực mà giữ gìn địa vị của mình Nhất định xem nhẹ việc dạy dỗ con cái nên mới khiến con mình thành ra thế này Cho dù giờ bà là tống phu nhân Nhưng vẫn chẳng có chút địa vị gì trong lòng chồng Con thì không chút tiến bộ Con gái là người bà hao hết sức mà bám vào Giờ bà có còn cho đó là thứ quý giá nhất triệu huy thành vỗ vai cô nói em nghĩ gì mà xuất thần vậy anh nhìn theo ánh mắt cô về phía bóng dáng tổng phu nhân nghĩ nghĩ rồi nói chuyện của anh em thực sự khó giải quyết nằm ngoài tầm kiểm soát của anh anh thực sự chu thiến quay đầu cười với anh anh không cần phải giải thích em hiểu mà triệu huy thành còn đang nghĩ nên giải thích chuyện này như thế nào dù sao chuyện của anh cô lần này anh cũng chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Trong lòng vẫn có chút ái náy. Nhưng chuyện làm ăn đâu thể một tay che trời. Sai sót của Tống Thiệu Khang đâu phải là nhỏ. Nhưng hôm nay Thiệu Lâm chẳng những không vì người nhà mà nói. Mà còn hiểu anh như vậy. Sao có thể khiến anh không cảm động cho được. Có người vợ như thế, chồng còn cầu mong gì hơn. Giờ anh đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu nói này. Tình yêu với Chu Thiến càng sâu đậm khách y rồi châu lão gia bắt đầu bàn về công việc của hy tuấn ban đầu vì tác dụng của hộp xì gà kia mà khẩu khí của ông vẫn rất hòa ái nhưng ông muốn hy tuấn rút khỏi giới nghệ sĩ đương nhiên hy tuấn kiên quyết không chịu sau đó tính nóng này của ông lại bộc phát mày xem mày lên sân khấu thành cái dạng gì nữa ăn mặc lố lăng nhảy nhót lung tung nói biểu diễn là nói cho hay thôi chứ thực ra chẳng phải là bán sắc cho kẻ ngu xem hay sao Triệu gia chúng ta không chấp nhận đổi người như vậy Chờ như vậy cũng đủ lâu rồi Mau trở về tiếp tục làm nhị thiếu gia đi Để lại chút thể diện cho tao nữa Hi Tuấn giờ nào còn là nhị thiếu gia Sợ phiền phức Yếu đuối trước kia Anh giờ hoàn toàn có thể nắm giữ cuộc sống của mình Về mặt càng thêm tự tin Chỉ là cha mẹ thì mãi mãi là cha mẹ Lúc mình gặp khó khăn nhất Cha cũng không chỉ lo giữ sĩ diện của mình Mà mặc kệ anh nên anh cũng rất mong có thể được cha hiểu quan hệ với người nhà hòa hợp. Khi anh ở Pháp, ngẫu nhiên nghe nói có cửa hàng có xì gà cực phẩm. Anh dùng thời gian nghỉ ngơi mà tìm xì gà. Cuối cùng mệt mỏi mà đã ngã trên trường quay. Nhưng cái đó có gì đâu, chỉ cần có thể làm cho cha vui vẻ, mọi chuyện đều đáng giá. Nhưng giờ thấy cha bình luận như thế, thì không phải không buồn lòng. Chà, đây là tính chất công việc của con là giải trí đại chúng giúp mọi người vui vẻ nhưng mà con cũng có được niềm vui của mình con chẳng thấy điều này có gì là mất mặt cả chuyện công ty con không hề hiểu hết ở đó hoàn toàn là người vô giá trị con không muốn quay về công ty con muốn được tiếp tục làm công việc mà con thích chị dâu nói đúng người sống trên đời có thể làm công việc mà mình yêu thích là điều hạnh phúc cũng như cha thích việc kinh doanh vậy con thích biểu diễn Hơn nữa con chưa hề làm những chuyện gì khác người Sai trái Cha son lại không chịu hiểu con Triệu vu nhân sự hai cha con lại cãi cọ Nên vội nói với chồng Tôi thấy Hy Tuấn làm việc này cũng rất tốt Không phải có rất nhiều người thích nói hay sao Con nó đã lớn rồi Chúng nó đều có suy nghĩ của riêng mình Chúng ta đừng có xen vào nữa Chu Thiến và Hy Thành không tiện tham gia Nếu bọn họ cũng nói đỡ Hy Tuấn thì chỉ sợ triệu lão gia tử lại nghĩ cả nhà cùng chống đối mình mà càng tức giận nên chỉ có thể bên nhìn. Triệu lão gia tử nghe vội nói xong thì cơn tức dâng cao. Lời lẽ đàn bà ngu xuẩn. Hy Tuấn là con của triệu gia. Sau lưng chẳng biết bao nhiêu người khinh miệt nó. Nó làm siếc được đến bao giờ? 30 tuổi, 40 tuổi. Đến lúc đó thì chẳng còn lại cái gì cả. Tiền. Triệu gia ta thiếu tiền đàn ông cần nhất là đạt được địa vị khiến cho người khác tôn trọng. Nó thì có gốc dễ gì? Chỉ dựa vào tuổi trẻ mà nhảy nhót hát hò, làm trò cười cho người khác. Nói xong lại nhìn về phía Hi Tuấn. Giờ mày cứ cứng đầu, không cần nghe lời của tao nữa. Tao càng nói thì mày càng chẳng nghe thì tao cũng chịu. Tự mày lo cho mày đi. Nói xong, Triệu Lão ra mặt mày tái mét mà đi vào thư phòng, đóng cửa ầm một tiếng. Hy Tuấn nhìn triệu phu nhân với vẻ biết lỗi rồi nói Con xin lỗi mẹ Đều là con sai Hôm nay là sinh nhật của mẹ Mà còn làm cho mẹ không vui Triệu phu nhân lắc đầu Không phải là tại con Hôm nay mẹ vui lắm Sau này có thời gian thì nhớ về nhá Cha con tuy nói như thế thôi Nhưng mà thực ra vẫn rất muốn con về nhà Hy Tuấn cúi đầu Hồi lâu sau mới gật đầu Triệu Huy Thành đi đến bên em trai nói Em lựa chọn con đường này cũng không có gì là sai cả Chỉ là anh thấy lời cha nói cũng rất có đạo lý Có thời gian thì nên suy tính cho tương lai nữa Làm công việc này rất dễ được nhớ đến Nhưng cũng thật dễ bị cuốn lãng quên Có thể đến tuổi 40 mà vẫn giữ nguyên sức hút quả thực không nhiều Huy Tuấn gật đầu Em biết Cha cũng là muốn tốt cho em anh nhìn nhìn đồng hồ em phải đi rồi buổi chiều em còn có việc ừ, em đi đi hi tuấn ôm triệu phu nhân rồi chào tạm biệt anh trai chị dâu cuối cùng đi đến trước cửa tiêu phòng gõ gõ cửa rồi nói cha ơi con đi đây trong thư phòng không một tiếng động nhưng chắc hẳn là ông có nghe thấy chỉ là đang giận mà thôi hi tuấn bất đắc sĩ đành đi trước khi Tuấn đi không lâu thì Chu Thiến cũng chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, triệu phu nhân dặn dò đêm nay thu dọn đồ đạc để mai về nhà. Về nhà, Chu Thiến và Hy Thành bàn chuyện đi Tuấn. Chu Thiến nói: Lúc ấy em cổ vũ cậu ấy rời khỏi triệu thị. Theo đuổi giấc mơ của mình cũng chẳng biết là đúng hay sai. Có lẽ ở triệu thị mới là tốt nhất cho cậu ấy. Cô cảm thấy những lời triệu lão gia nói hôm nay cũng có đạo lý. Có lẽ cô đã quá ngây thơ Triệu Huy Thành cười nói Em đừng nghĩ nhiều Bất kể thế nào có thể làm được việc Mà mình thích là việc tốt nhất rồi Khi toàn rõ ràng có tài năng Mà không thể phát huy Thì sẽ là nỗi tiếc cả đời của nó Rồi nó có thể sống vui vẻ như thế Cho dù sau này lớn tuổi Cũng có thể phát triển sự nghiệp khác Làm đạo diễn, đầu tư phim nhựa Đào tạo sao Chỉ cần là chuyện nó thích Nó cố gắng Thì làm thế nào cũng là thành công Chu Thiến gật đầu Trong lòng dễ chịu hơn chút Ngày hôm sau bọn họ chuyển về biệt thự Phòng chuyển xuống tầng 1 Triệu phu nhân nói Sau này bụng lớn Đeo cầu thang không an toàn Ở lầu 1 cho tiện con ạ Chu Thiến nhìn phòng mình Thấy được bố trí rất thoải mái Triệu phu nhân nói Mẹ định vốn sơn lại Nhưng mà lại sợ mùi sơn không an toàn Không tốt cho con Chu Thiến cười cười Thế này đã là tốt lắm rồi con thích lắm, cảm ơn mẹ Chỉ trong một buổi tối đã chuẩn bị thỏa đáng Nhất định là đã phải thức khuya rồi Tuy rằng chuyện văn phương Từng khiến họ mâu thuẫn Nhưng chuyện cũng đã qua Mà giờ triệu phu nhân như đang hết sức lấy lòng Thì sao cô còn chẳng để mọi thứ thoải mái lại Cô không để tâm chuyện vụn vặt Cho rằng sở dĩ bây giờ Triệu phu nhân đối tốt với mình là vì đứa bé trong bụng Văn Phương cũng từng có thai Bà đối xử với Văn Phương thế nào cô cũng biết Triệu phu nhân còn nói Bên cạnh là phòng của em bé Đến lúc đó em bé Ở phòng bên mới không làm phiền con ở cữ Phụ nữ ở cữ rất quan trọng Tuyệt đối không thể để lại bệnh chứng gì Mẹ sẽ giúp con sinh con thoải mái nhất Chu Thiến cầm tay triệu phu nhân Mẹ vất vả cho mẹ rồi Triệu phu nhân cười Rồi nắm chặt tay Chu Thiến Con tốt với Hy Thành Mẹ cũng tốt với con là phải thôi Trước kia con từng chịu thiệt thòi Mẹ có trách nhiệm lớn Mẹ sẽ bù đắp lại cho con Hy vọng con đừng để bụng Chu Thiến nói Chuyện đó giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi Con đã quyết định là sẽ quên à, Thiệu Lâm Lấy được con đúng là phúc của Triệu Gia Gặp được Hy Thành ra không phải là phúc của cô Chu Thiến khẽ vút bụng Giờ mọi thứ thật sự quá hoàn mỹ Quá hạnh phúc Hạnh phúc này sẽ còn mãi sao Có được không Cô tự hỏi mình, nhất định là thế đi, cô sẽ dùng hết sức mình để nắm giữ hạnh phúc của bản thân. Thu xuống, thời tiết trở nên ấm áp dễ chịu, mỗi sáng Chu Thiến sẽ cùng đi thành đi làm, tuy rằng triệu phu nhân rất lo khi cô đi làm, nhưng thấy cô đã đồng ý sau khi thi xong thì sẽ xin nghỉ, tính ra cũng chẳng bao lâu nữa nên cũng không nói gì, chỉ là buổi trưa bà sẽ bắt người làm mang đồ ăn đến cho Chu Thiến, vì sợ đồ ăn ở công ty không ngon không bổ dưỡng khiến đồng nghiệp đều rất hâm mộ chu thiến có mẹ chồng tốt đến chiều tan tầm triệu uy thành sẽ đi đón cô nếu triệu uy thành phải đi tiếp khách thì sẽ gọi lái xe đến đón cô kiên quyết không để chu thiến về một mình sợ cô gặp nguy hiểm về nhà đã có đồ ăn và dinh dưỡng chờ đón sau đó lại là bữa tối bổ dưỡng triệu phu nhân ngồi bên cạnh luôn dặn cô cái này cái kia nhưng có khi chu thiến ăn không vô thì triệu phu nhân lại rất lo lắng hôm sau lại tốn công chuẩn bị món đồ khác cho cô ăn. Sau khi ăn cơm tối, Triệu uy Thành sẽ cùng cô đi tàn bộ. Vì trời dần trở lạnh, nên bọn họ chỉ đi dạo trong vườn hoa của nhà, nói chuyện phiếm. Kể ngày hôm nay mình đã làm gì, khiến tâm tình Chu Thiến rất thoải mái. Ngày cứ lặng lẽ trôi qua, kỳ thi tuyển cuối cùng đã đến, vẫn là thi ở phòng thực hành của trường. Ngoài Lưu Văn Chí và Hồ Giai Giai đang ngồi tù, thì mọi học viên đều tham gia. Có một số người nói đã có công ty khác liên lạc, nếu không thi được ở yêu tuyên lệ thì sẽ qua công ty kia. Danh tiếng của trường yêu tuyên lệ rất tốt, cho dù là học viên không thi đỗ vào công ty thì cũng không phải lo đầu ra, chẳng qua tiền công ít hơn một chút thôi, cho nên yêu tuyên lệ vẫn là lựa chọn hàng đầu. Các y đã bình phục, xuất viện, đảm nhận việc chấm thi lần này, còn cả tất cả những thầy giáo từng dạy cũng có mặt, rất là náo nhiệt. Thầy khắc y đầu tiên là nói mấy câu tổng kết đơn giản. Lần này mong rằng không xảy ra chuyện như lần trước. Mọi người để ý sẽ thấy phòng thực hành đã lắp thêm camera. Nhất cử nhất động của mọi người đều bị ghi lại. Cho nên đừng làm ra những chuyện tổn hại nhân cách. Dùng bản lĩnh của chính mình mà tạo nên thành tích. Thật ra không cần khắc y nói thì mọi người cũng không dám làm chuyện đó. Hồ Gia Giai và Lưu Văn Chí là bằng chứng tốt nhất cho dù không thi được Thì vẫn tìm được công việc bên ngoài Nhưng nếu bị bắt được Thì chẳng thể sống trong nghề này nữa Cho nên lần thi này rất thuận lợi Nội dung là tạo hình cho người mẫu Của mình trang phục yến hội Chu Thiến được mọi người cùng tán thành Trở thành là quán quân Thi xong khắc y tìm Chu Thiến nói Nghe nói em không thể làm trợ lý cho thầy được Chu Thiến cười nói Đúng thế ạ Giờ tình huống không cho phép con gái thật là phiền mà Cho nên những người thành công trong sự nghiệp Chủ yếu là con trai hết đó Nhưng một gia đình hòa thuận Những đứa con khỏe mạnh Cũng là một thành công với phụ nữ rồi Về sau em sẽ ở nhà làm bà chủ gia đình Giúp chồng dạy con sao Dạ không ạ Chờ khi con cứng cáp hơn Em sẽ quay về Em rất tham lam Cũng không muốn bỏ qua sự nghiệp của mình Em có thể làm tốt cả hai việc không Em sẽ cố gắng Nhất định có thể cân bằng được Khắc y cười vỗ vỗ vai cô Bất kể như thế nào Em đều có thể quay về Với giới Stanley mà nói Đó chính là việc tốt Thầy rất mong chờ Kỳ thi lần này Top 10 ngoài chú Thiến thì đều tham gia vào công ty Và năm người còn lại được vào Gồm cả Vương Vĩ, Vương Lâm Và Lý San Bởi vì chú Thiến bỏ qua cơ hội Nên vị trí thứ hai là trong ban trở thành trợ lý của các y mọi người đều rất vui mừng bà yêu tiên lệ cũng đồng ý cho chu thiến đi dài hạn dù sao là nhân tả như vậy yêu tiên lệ cũng không muốn bỏ qua mà càng vui mừng chính là triệu phu nhân con dâu cuối cùng đã chịu ở nhà an tâm dưỡng thai bà như buông được khối đá lớn trong lòng triệu lão gia thấy chu thiến nhu thuận như vậy hơn nữa sau khi bọn họ trở về nhà cũng vui vẻ lên nhiều nên nếp mặt cũng thoải mái hơn dường như mọi thứ đều thật tốt đẹp Bọn tiểu mặt triệu viện viện lúc rảnh rỗi cũng tới triệu gia thăm cô, cùng cô nói chuyện phiếm. Giờ bọn họ đã thành stylist thực tập của yêu tiên lệ. Qua 3 tháng thực tập thì sẽ chính thức trở thành stylist làm việc ở lầu 2. Mọi người kể chuyện công ty gần đây cho Chu Thiến nghe, cũng nói lại tình hình chung của mọi người cho Chu Thiến biết. Hôm nay, bọn họ cùng nhau đến triệu gia, ba người tụ tập trong phòng Chu Thiến. Vừa uống sữa, vừa ăn điểm tâm, vừa nói chuyện phiếm, Triệu Viện Viện ăn một miếng bánh ngọt rồi khen. Thiệu Lâm, bánh ngọt nhà cậu còn ngon hơn cả ở cửa hàng nữa đó. Tiểu Mạt cười nói. Triệu Viện Viện, mình biết mà. Cậu vì thèm ăn bánh ngọt nhà Thiệu Lâm nên mới muốn đến mà. Triệu Viện Viện cợt nhà. Đây cũng là một lý do. Nhưng quan trọng nhất vẫn là đến thăm Thiệu Lâm. Mọi người cứ thường xuyên đến đây nhé. Mình vui lắm. Ngày nào cũng ở trong nhà thực ra rất buồn. Tiểu Mạt uống một ngụm sữa rồi nói. Thiệu Lâm, cậu thật lội hại Rời khỏi công ty lâu như thế rồi Mà vẫn còn có khách nhớ cậu Ồ, thế á à? Nghe chuyện còn có khách nhớ đến mình Thì Chu Thiến vẫn rất vui vẻ Triệu Việt Việt nói Đúng thế, mới ngay hôm qua thôi Một đám con gái đến Trong đó có một cô gái cố ý tìm cậu Nhắc đến người khách đó Tiểu mặt nhíu mày Cô gái đó Cũng lạ lắm Lúc ấy là Lý San San làm móng tay cho cô ta Cô ta cứ gặng hỏi Lý San chuyện của cậu Lý San nói cho cô ta rằng Cậu mang thai nên xin nghỉ phép Bởi vì cô ta hỏi cậu Nên mình mới để ý Nhưng mà khi thấy Lý San nói cậu mang thai Thì vẻ mặt lại rất lạ Triệu viện viện nghe tiểu mặt nói như vậy Thì cũng nhíu mày nói Lúc ấy mình đang làm việc nên không để ý lắm Thiệu Lâm Là khách quen của cậu à Chu Thiến lắc đầu rồi hỏi tiểu mặt. Người trông thế nào Tiểu mạt nói Tuổi thì hình như Lớn hơn cậu một chút Gầy lắm Sắc mặt trông cũng không tốt lắm Chu Thiến nghĩ nghĩ không biết là ai Chẳng hiểu sao đột nhiên cô lại nhớ đến Gương mặt tiểu tụy của Văn Phương Lòng Chu Thiến thoáng bất an Cô ta từng bị xảy thai Nếu thực sự là cô ta Lại biết mình mang thai thì nhất định là không ổn rồi Điều bé như cảm thấy nỗi bất an của cô Mà cũng giật giật Chu Thiến vuốt bụng như đang an ủi con lại nghĩ Lo cái gì Cho dù là Văn Phương thì sao Giờ cô ta đã tránh xa khỏi cuộc sống của mình Sẽ không gây chuyện được nữa Nghĩ như vậy Chu Thiến thở sâu Tâm tình lơi lỏng Mà nói sang chuyện khác với bọn tiểu mạt Không nhắc đến chuyện kia nữa Đông đi xuân đến Chu Thiến đã có thai được 8 tháng Bụng càng lúc càng lớn Tháng nào đi kiểm tra bác sĩ cũng đều nói rất tốt Hẳn là sinh dễ Vẫn luôn nhắc nhiều chú Thiến phải tích cực đi lại Mới tốt cho việc sinh nở Hôm đó trời đang ấm áp Thực sự là ngày đẹp Chú Thiến nhìn bên ngoài Trong lòng có chút vui vẻ Cô quay đầu nói với triệu phu nhân Mẹ ơi Thời tiết thích quá Chúng ta đi dạo đi Triệu phu nhân nhìn ra bên ngoài Ánh nắng mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ Mà chiếu vào mắt thì cười nói Quả đúng là trời đẹp Nhưng lưng mẹ hơi đau Không đi được Để mẹ bảo dung tàu đưa con đi Đi gần đây thôi, đừng có đi xa Chu Thiến quan tâm hỏi Mẹ, lưng mẹ không sao chứ Triệu phu nhân khoát tay Bệnh cũ thôi Già rồi ai mà chẳng thế Không sao đâu con Nói xong thì gọi Dung Tàu đến nói À Dung Bà đưa Thiệu Lâm đi dạo nhá Mang nhiều người vào Mang chút nước vào đầu điểm tâm nữa nhá Mang thêm áo khoác nữa Có gió thì đưa cho thiệu lâm khoác luôn Sắp sinh rồi đừng để bị cảm Dung tàu nhất nhất nghe lời Gọi người hầu chuẩn bị đồ cho tốt Rồi chọn vài người thận trọng đi theo Triệu phu nhân vẫn rất lo lắng Lại bắt dung tàu đưa thêm hai vệ sĩ đi cùng Chu Thiến từ lúc mang thai tới giờ Mỗi khi đi ra ngoài Đều tiền hô hậu ủng như thế Biết triệu phu nhân cũng chỉ là lo lắng cho ai mẹ con đen dù cô không quen nhưng vẫn không nói gì, đoàn người chậm rãi đi ra ngoài. Khu này đều là các nhà giàu, bình thường ít xe cộ, người qua lại, nhưng cây cối thì rất đẹp. Không xa còn có một công viên nhỏ, Dung Tàu cẩn thận đỡ Chu Thiến đi về phía công viên. Ánh mặt trời rất nhu hòa, khiến người rất thoải mái, lại thêm cả mùa đông vừa rồi Chu Thiến hầu như chỉ ở trong nhà, đi ra ngoài như vậy khiến cô rất vui, cô chậm rãi bước đi nhìn trời xanh mây trắng cây xanh nhìn cây đào nhà ai đang nở mà cười vui vẻ dung tàu thấy cô vui như vậy thì cũng mỉm cười mọi người nói nói cười cười như đang đi du xuân vậy ngay lúc anh nấy đều thoải mái hưởng thụ cảnh đẹp thì đột nhiên một chiếc xe lau nhanh đến rồi phanh kít một tiếng ở ngay bên cạnh không đợi mọi người phản ứng lại sẽ mở ra một đám người mà gáo đen ùa ra về mặt hung tợn tay cầm côn sắt gặp ai đánh người đó một người trong đó chỉ vào Chu Thiến hét lớn Chính là người đó Bắt lấy cô ta Chu Thiến hoảng sợ, tim đập loạn Đã xảy ra chuyện gì Tay dùng tàu nắm tay Chu Thiến run lên Sợ đến mức nói năng lắp bắp Thiếu phu nhân Chỉ sợ, chỉ sợ là bắt cóc Chạy mau, chạy mau Vừa nói vừa kéo Chu Thiến chạy đi Bọn người đó vội vã đuổi theo Đám người hầu đều là phụ nữ Chưa từng gặp tình cảnh này Nhất thời đều hoảng loạn là hét chạy toán loạn Đều bị đám người kia đuổi theo mà đánh đập Hai vệ sĩ là người phản ứng lại đầu tiên Nhưng vì đi sau Lại thêm giờ rất loạn Nên giờ nhất thời cũng không kịp Đến bên cạnh chú Thiến Mà đối phương lại rất đông Hiển nhiên là đối tượng khó đối phó Bọn họ vây lấy hai người không cho thoát thân Dung tàu kéo chú Thiến chạy Vừa chạy vừa lấy điện thoại trong túi ra Định gọi về nhà nhưng vì quá sợ hãi Nên tay không cầm chặt Điện thoại rơi xuống Định nhặt lại Nhưng đã có người chạy theo Nên không lấy được Dung tẩu đành phải vội vàng kéo tay Chu Thiến chạy thật nhanh Mong sẽ có người giúp đỡ Chu Thiến mang thai 8 tháng Người đi lại không tiện Lại thêm bị hoàng sợ Nên chạy vài bước là đã thấm mệt Rất muốn dừng lại Nhưng những kẻ kia quá hung hãn Nếu bị bắt thì vận mệnh không biết sẽ như thế nào Vừa nghĩ đến đó cô lại cắn răng mà chạy dung tẩu vừa chạy vừa hô cứu mạng nhưng nơi đây, đây toàn các biệt thự tường cao cổng sâu khó mà có ai nghe được một người phụ nữ có thai một bà già hơn 50 tuổi có thể chạy đi đâu chưa bao lâu đã bị người đuổi theo đám người bịt mặt vung gậy gọc đập vào lưng dung tẩu dung cầu kêu lên rồi té ngã xuống đất chu thiến hoảng sợ hét dung tẩu dung tẩu quỳ dạp trên đất mà ho khan Muốn đứng dậy mà không dậy nổi Nhìn đám người tiếp cận Chu Thiến Mà hoàng sợ phát khóc Hai gã mặc đồ đen kéo Chu Thiến lên xe Chu Thiến cực kỳ sợ hãi Mà ra sức dãy rụa Kêu la Buông ra, buông ra, các người là ai Màu buông tôi ra Tay bọn họ như kiểm sát Mà kẹp chặt lấy tay cô Như sách cô lên xe vậy Chu Thiến hoàn toàn không thể dãy giụa, Kêu lớn Cứu mạng, cứu mạng Cách đó không xa, một kẻ nghe được cô kêu thì nhíu mày, bước nhanh đến bên cô, sau đó lấy ra một chiếc khăn tay chuẩn bị sẵn, rồi nhét vào miệng Chu Thiến. Chu Thiến cảm thấy mùi gai gai sông thẳng lên óc, sau đó hai mắt tối sầm, không biết gì nữa. Đám người kia nhanh chóng đưa Chu Thiến lên xe rồi rút quân, toàn bộ quá trình nhanh chóng sạch sẽ, chưa đến 10 phút. Những người còn lại hoặc là bị đánh bất tỉnh, hoặc là bị thương không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiếu phu nhân bị bắt đi mà không có cách gì. Mãi đến sau có người qua đường thấy tình cảnh thì mới gọi báo cho trụ gia Nhận được tin, triệu phu nhân ngất xỉu ngay tại chỗ. Dung tàu cũng khóc lóc vào điện thoại cho triệu huy thành. Bà vừa vội vừa sợ nên nói không được rõ ràng. Nhưng dù là không rõ thì cũng đủ cho khiến triệu huy thành hoàng sợ. Cậu chủ, cậu mau về đi. Thiếu phu nhân bị mấy kẻ bịt mặt bắt đi rồi. Chị Uy Thành vội vã quay về nhà Nhìn thấy mọi người đều bị thương Thậm chí có vệ sĩ còn bị đánh gãy xương Thì tim như vọt ra ngoài Thiệu Lâm đâu? Thiệu Lâm sao rồi? Anh trường mắt nhìn dung tàu Mắt đỏ vằn lên vô cùng đáng sợ Giọng nói khiến người khác thấy đau lòng Dung tàu dựa vào ghế Lưng bị đánh như đang bị lửa đốt đau rát Bà nhìn chị Uy Thành mà rơi nước mắt Cậu chủ thiệu phu nhân bị một đám người Bịt mặt bắt đi rồi Bắt đi Đầu triệu uy thành như nổ tung Sắc mặt tái mét lại Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Anh hét lớn Trong lòng hoàng hốt đến cùng cực Nhất thời đầu óc trống rỗng Người cũng run rẩy. Khi thành Bình tĩnh một chút Đây là bắt cóc Bọn cướp nhất định sẽ gọi đến Để đòi tiền chuộc Lúc này triệu lão gia từ bên ngoài bước vào Bình tĩnh nói lời này như khiến cho Triệu Uy Thành bình ổn lại bản thân không ít. Cha, Triệu Uy Thành vội bước lên, nắm chặt tay cha như muốn tìm chút sức mạnh từ đó. Mắt Triệu Uy Thành đã đỏ lên, môi run run. Thiệu Lâm đang mang thai, đã 8 tháng. Triệu Quốc Dương vỗ vai anh nhẹ nhàng nói, bọn chúng muốn tiền, sẽ không làm hại đến Thiệu Lâm đâu. Lúc này, Triệu phu nhân cũng đã tỉnh lại, bà chạy ra ngoài. Nhìn thấy chồng như nhìn thấy hy vọng Bà vội chạy về phía ông khóc Quốc xương Làm sao bây giờ Thiệu Lâm sắp sinh Nó hoảng sợ như thế này Không biết có nguy hiểm gì không Đều là tại tôi Tôi không nên cho nó ra ngoài Đều là tôi nghĩ không cẩn thận Triệu Quốc xương an ủi vợ Không sao đâu Thiệu Lâm là đứa trẻ kiên cường Con bé sẽ tự biết chăm sóc mình Triệu Huy Thành ép mình phải tỉnh táo Giờ anh không thể hoảng loạn anh hoảng loạn thì sao cứu được thiệu lâm anh cố gắng không nghĩ đến tình trạng của thiệu lâm lúc này nhưng mồ hôi lạnh trên đông đã tẩm ướt áo anh anh hít sâu áp chế sự lo lắng sợ hãi ép mình phải tỉnh táo anh hỏi vệ sĩ lúc ấy chuyện xảy ra thế nào bác sĩ tư của triệu gia đã đến băng bó vết thương cho mọi người vệ sĩ kia nhịn đau nói lúc ấy đột nhiên có một chiếc xe chạy đến rất nhiều người ùa tới một đám người thì bắt cóc thiếu phu nhân Một số khác thì vây đánh chúng tôi Rất nhanh chóng Như vậy thì nhất định là đã có kế hoạch Âm mưu từ trước Vệ sĩ kia gật đầu đồng ý Triệu Huy Thành đập bàn Chán đĩa trên bàn nọc xoảng Trong mắt anh là lừa giận hừng hực như con thú điên cuồng Bất kể là ai Nhưng dám có âm mưu Làm tổn thương Thiệu Lâm Nếu Thiệu Lâm có chuyện gì Thì anh nhất định sẽ không tha cho bọn họ Anh nói với vệ sĩ Giờ tôi sẽ đưa mấy người đi bệnh viện Nhưng ai hỏi thì chỉ được nói là bị té ngã thôi Chuyện này tạm thời không thể kinh động đến công an được Vệ sĩ nói Cậu chủ yên tâm Tôi biết nên làm gì Triệu phu nhân nước mắt lưng tròng nhìn con Giờ phải làm sao đây Triệu uy thành nắm tay mẹ Trước tiên cứ chờ bọn chúng qua điện thoại đã Bọn chúng không thể nào vô duyên vô cớ Bắt thiệu lâm đi được Bọn chúng nhất định sẽ gọi điện thoại Triệu Quốc Sương gọi Triệu Huy Thành đến Chúng ta cũng không thể hoàn toàn bị vây ở thế bị động được. Giờ phải phái người điều tra. Những người dám lên âm mưu này nhất định không phải là tổ chức bình thường được. Nhất định sẽ có dấu vết. Triệu Huy Thành gật đầu. Con cũng nghĩ vậy. Con sẽ phái người điều tra. Tranh thủ cứu Thiệu Lâm càng sống càng tốt. Mắt Triệu Quốc Xương lóe ra tia sáng sắc lạnh. Dám giờ trò với Triệu Gia ta. Đúng là chán sống. Thu Thiến lặng lẽ tỉnh lại. Phát hiện mình đang nằm trong một nhà máy bỏ hoang Hai tay hai chân đều bị người trói chặt Chu Thiến giật giật Dây thừng thực sự rất chặt Cô dãy vài lần mà đã thở hồng hộc Nên cũng đành thôi Cô kiểm tra lại người mình May mà ngoài đầu hơi choáng ra Thì cũng không có gì bất ổn Còn có thể cảm nhận được thai đạp Con hẳn là không sao Chu Thiến thở phào nhẹ nhõm Chu Thiến nhìn quanh Nơi này diện tích rất lớn Khắp nơi đều là dỉ sắt cho bụi dầu mỡ đầy đất góc nhà mạng nhện răng đầy xem ra đã lâu không có người đến mà đám người áo đen kia chẳng biết là đã đi đâu nhưng có thể nghe được láng thoáng tiếng đi lại bên ngoài hẳn là đang canh giữ ở bên ngoài chu thiến giờ đã hiểu mình bị bắt cóc trước kia xem TV thường thấy cảnh người nhà giàu bị bắt cóc tống tiền chỉ là không ngờ tình huống cầu huyết này lại có ngày xảy ra với mình Người bị trói thường có hai kết cục Một là bọn cướp nhận được tiền rồi được thả đi Một loại khác thì là con tin bị giết Nghĩ như vậy lòng chu thiến run lên Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo Có lẽ là cảm nhận được sự sợ hãi của mẹ Mà thai nhi trong bụng cũng đạp đạp vài cái Chu Thiến hít thật sâu, tự an ủi mình, đừng sợ đừng sợ. Hy Thành nhất định sẽ không để cô xảy ra chuyện gì. Hy Thành nhất định sẽ đến cứu hai mẹ con bọn họ sẽ bình an trở về cô nói đi nói lại câu đó vài lần như đang an ủi mình và an ủi con dần dần cảm xúc của cô cũng bình ổn trở lại thai nhi trong bụng cũng trở nên yên tĩnh lại nhưng lúc này một giọng nữ chói tai đột nhiên vang lên như đâm vào màng tai cô khiến cô lại kinh hoàng thiệu lâm tôi thực sự bội phục cô đối mặt với tình huống này mà vẫn còn có thể bình tĩnh được như vậy không làm ầm không gây rối. Giọng nói quen thuộc này khiến Chu Thiến vội ngừng phát lên mà nhìn thẳng về nơi phát ra tiếng. Lòng cô dâng lên cảm giác không lành. Vừa dứt lời, Văn Phương bước ra khỏi trước máy hỏng. Cô ta mặc bộ quần áo đỏ như máu, càng khiến sắc mặt tái nhợt. Cô ta cười cười nhìn Chu Thiến, rồi lại quét mắt về phía bụng Chu Thiến. Vừa nhìn đến bụng cô, thì vẻ mặt lại trở nên cực kỳ phẫn hận. Tim Chu Thiến thắt lại Cô gắt gao nhìn Văn Phương trầm giọng nói Văn Phương Thì ra là cô Nếu là bọn cướp bình thường Thì có lẽ cô còn có hy vọng sống Nhưng lại là Văn Phương Chu Thiến nhìn khuôn mặt vặn vẹo của Văn Phương Mà tim như chìm xuống đáy vực Văn Phương cười dài Lanh lành như tiếng quỷ kêu Khiến cho người ta dựng đứng lông tóc Cô ta đi đến bên Chu Thiến Từ cao nhìn xuống cô Cô ả à nhích môi cười khóe môi co rúm lại khiến khuôn mặt cô ta càng trở nên đáng sợ thiệu lâm cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày nằm ở trong tay tôi đúng không còn nhớ trước kia cô đối xử với tôi như thế nào không vừa dứt lời văn phương đã vung tay tát chu thiến mặt chu thiến bị cô ta tát mà lệch qua một bên gò má trắng nõn nhất thời ông đỏ văn phương ngồi xồm xuống vỗ vỗ mặt cô rồi nói ai ôi Nhìn khuôn mặt đáng yêu chỗ này Vừa khẽ chạm vào mà đã đỏ rồi Triệu ra chăm cô như chăm bảo bối Chăm cô ca người cao quý Giờ lại còn mang thai Nói xong vuốt bụng chu thiến Ánh mắt lóe ra tịa oán hận Chu Thiến không khỏi run lên, quát Đừng chạm vào tôi Nói xong lùi về phía sau Tựa vào cạnh tường Văn Phương đắc ý cười, <cười> Thiệu Lâm, cô sợ à? Vì sao không van xin tôi? Có khi cô van xin tôi Thì tôi sẽ thả cô ra đấy Nói xong thì lại cười rộ lên như một kẻ tâm thần Chu Thiến rất muốn chửi ẩm lên Nhưng cô biết lúc này Văn Phương đang trong cơn điên Nếu như chọc giận cô ta Chỉ sợ mình và con sẽ bất lợi Cho nên cô vội lấy lại tinh thần Không tỏ vẻ sợ hãi trước mặt cô ta Chỉ cắn môi lạnh lùng nhìn cô à mà không nói gì Văn Phương cười một hồi Thấy mình khiêu khích nhưng không được đáp lại cũng không thấy Thiệu Lâm sợ hãi van xin như dự định Thì cảm thấy vô vị Nhưng cô ta đã hao hết tâm tư bắt Thiệu Lâm đến Thì sao chịu bỏ qua dễ dàng như thế được Thiệu Lâm Cô hạnh phúc thật đấy Tôi xem tivi thấy cô và Triệu Uy Thành Tay nắm tay như hoàng tử công chúa trong chuyện cổ tích Giờ cô lại có thai Cuộc sống hạnh phúc Hoàn mỹ quá nhỉ Nhắc tới đứa trẻ Giọng Văn Phương lại trở nên sắc nhọn nhưng mà vốn dĩ những thứ này đều là của tôi, Hi Thành yêu tôi, ngày nào anh ấy cũng ở bên tôi. Cô chỉ có danh phận. Trong lòng Hi Thành cô chẳng là cái gì hết. Tôi còn có con với Hi Thành. Chúng tôi vốn sẽ là một gia đình hạnh phúc, là cô, là cô cướp đi Hy Thành, là cô cướp đi hạnh phúc của tôi, là cô hủy hoại cuộc sống của tôi." Văn Phương đứng lên gào lớn, cảm xúc kích động mà điên cuồng, tóc như mớ cỏ khô tỏa tung. Cô ta chỉ vào Chu Thiến, mắt lóe ra tia sáng ác độc. Chính là cô Mọi chuyện đều là do cô tạo thành Là cô hủy hoại tôi Chu Thiến nhìn Văn Phương như kẻ điên Hơi thở dần trở nên rồn rập Phải cãi nhau với người điên sao Kết quả chỉ là phí công Đáng sợ Cô không khỏi dịch về phía sau Hoàng sợ nhìn cô ta chằm chằm Cô hủy hoại tôi Cô lại sống cuộc sống hạnh phúc Trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế Thiệu Lâm Cô nghĩ rằng tôi sẽ trơ mắt nhìn các người hạnh phúc sao ánh mắt cô ta đột nhiên nhìn về phía bụng của chu thiến nhìn cô sinh con cho hy thành đột nhiên mặt cô ta đỏ lên như là dùng hết sức mà hét cô đừng mơ cô đừng mơ tôi không có được thì cô cũng đừng mong có được điên rồi điên rồi chu thiến nhìn gương mặt đáng sợ kia của cô ta mà không nhận được hãy nói giờ cô rất sợ nay văn phương hoàn toàn là kẻ điên hoàn toàn mất trí nếu chỉ có mình cô thì cô không sợ nhưng cô đang mang thai sắp sinh con chuyện cô sợ nhất chính là văn phương sẽ làm hại đứa con của cô giờ tay chân cô thì bị trói chặt ngay cả bảo vệ bản thân cũng không thể chỉ đành co người lại cố giấu bụng đi đúng tôi là kẻ điên đó nếu cô sống một cuộc sống như tôi thì cô cũng thành kẻ điên mà thôi không tôi sẽ không sống giống như cô cô vĩnh viễn sẽ không đi cướp chồng người khác sẽ không mang thai với chồng người khác. Đường là do tự mình chọn. Chưa bao giờ có ai ép buộc cô ta hết. Nhưng những lời này Chu Thiến sợ sẽ khiến cho cô ta giận dữ nên cũng không nói ra. Đúng. Cô ngậm trong miệng khóa vàng. tuổi nhỏ sống trong một cuộc sống cầm y ngọc thực. Đương nhiên sẽ không đến mức như tôi. Giọng cô ta đột nhiên hạ thấp lại. Giọng nói chất chứa sự hối tiếc, tự thương thân Bỗng nhiên cô ta lại dùng mình Càng người run run Cơ mặt cô ta co rúm lại Như quỷ dữ khủng bố Chu Thiến không biết cô ta như thế nào Chỉ đúng đó sợ hãi nhìn cô ta Văn Phương run run lấy trong túi áo ra một ống tiêm Sau đó cởi áo khoác Vội vã kéo tay áo lên Để lộ ra cánh tay xương sầu đầy gân Và mạch máu Cô ta coi như không thấy gì Chỉ vội vã tiêm vào mạch máu Đầy chất lỏng bên trong vào Thì mới trầm tĩnh lại Tựa vào tường dần dần cô ta hết run về mặt đầy sự thỏa mãn văn phương cô bị nghiện chu thiến kinh ngạc nhìn cô ta thực sự không thể tin vào những gì đã thấy văn phương nhắm mắt lại như đang huyền thụ điều gì đó về mặt tái xanh đáng sợ vô cùng một lát sau cô ta mở to mắt quay đầu nhìn về phía chu thiến ánh mắt trống rỗng cô biết tôi sống một cuộc sống như thế nào không Tôi bị cô cướp đi mọi thứ Hơn nữa sau này cũng không thể sinh con Tôi có thể làm gì Tôi chỉ có thể dùng rượu gây mê chính mình Dần dần tôi quen với một băng đảng Tôi tìm được thứ khiến tôi thoải mái Cô ta giơ ống tiêm trong tay ra Chất lỏng còn sót lại dưới ánh sáng Từ cửa sổ mà lóe ra tia quỷ dị Đó chính là thứ tốt nhất trên đời Nó giúp tôi vượt qua những ngày tháng đau khổ Giúp tôi kiên trì đến bây giờ Giúp tôi có cơ hội báo thủ cô Nói xong Mắt cô ta chợt lóe lên sự âm trầm Cô ta chậm rãi đi tới gần chú Thiến Vừa kéo hai bên tay áo lên Để lộ ra Hai cánh tay đầy vết tiêm trích Nhìn thấy không Tôi sống những ngày như thế đó Tôi tiêu hết tiền Tôi tiêu hết tiền của Hy Thành cho Bác đặc sĩ bà phải làm việc cho bọn họ Cô có biết tôi đau khổ như thế nào không cô biết tôi phải khóc bao nhiêu chịu được bao nhiêu không mà cô thì sao cô ở trong biệt thự hưởng thụ sự yêu chiều của hy thành giúp hy thành sinh con thiệu lâm cô khiến tôi trở nên như thế này thì bảo tôi cam tâm sao đổi lại là vô cô. cô sẽ bỏ qua cho người đã hủy hoại mình sao chu thiến nhích đi cố gắng cách xa cô ta một chút giờ cảm xúc của văn phương thực sự không ổn định tranh cãi với cô ta là hành động ngu xuẩn nhất Cô dùng giọng nói nhẹ nhàng để tránh kích thích đến cô ta. Văn Phương, cô bình tĩnh một chút. Giờ đâu phải là đã hết hy vọng. Cô có thể cai nghiện. Tôi có thể giúp cô. Cô thả tôi ra. Nhân lúc chuyện chưa trở nên rắc rối. Cô thả tôi ra. Tôi giúp cô cai nghiện. Tôi được cô đến trại cai nghiện tốt nhất. Còn sống là còn hy vọng. <laughs> hy vọng sao? Tôi nghiện nặng lắm rồi. Hết hy vọng rồi. Thiệu Lâm, Tôi nói cho cô Tôi không sợ làm to chuyện Chuyện đã đến nước này Thì tôi sợ gì nào Chẳng qua chỉ là một cái mạng tàn Chỉ cần hại được các người Chỉ cần các người cũng thê thảm như tôi Thì có gì mà sợ Chuyện càng lớn càng hay Tôi sợ cái gì chứ Châu Thiến nhìn khuôn mặt dị dạng của cô ta Mà ra đầu run lên Văn Phương Cô bắt tôi đến đây làm gì Tôi bắt cô <laughs> Văn Phương lại cười như con tâm thần Tôi còn chưa có khả năng đó đâu Là phong ca của chúng tôi bắt cô đến Biết đại ca của chúng tôi làm ăn chuyện gì không Lòng Chu thiến toát mối lạnh Cô không đáp Và chỉ cảnh giác nhìn Văn Phương Đại ca mua bán thuốc phiện Làm ăn rất lớn Chỉ là gần đây cảnh sát quá gắt gao Có một mối hàng hóa không thể nào vận ra ngoài Nói đến đây Văn Phương cười quỷ dị rồi tiếp vì thế tôi hiến kế với đại ca nếu giấu hàng trong kho của triệu gia thì sẽ dễ dàng vận chuyển ra ngoài đại ca nói đó là chuyện tốt nhưng mà sao triệu gia chịu phối hợp vốn là không thể nào văn phương thuật đại lời phong ca học theo giọng điệu của hắn ta về mặt âm trầm vô cùng tôi lại nói nếu anh có thể khống chế thứ quý nhất của triệu gia trong tay thì triệu uy thành sẽ nghe lời anh đại ca lại hỏi cái gì là quý nhất của triệu gia Nói đến đây, Văn Phương vươn tay, bàn tay gầy guộc như củi khô mà vuốt mặt của Chu Thiến rồi cười khanh khách. <cười> Tôi vội nói cho đại ca, thứ quý nhất triệu gia thì chính là một người phụ nữ có thai. Thiệu Lâm, chẳng phải chính là cô sao? Tim Chu Thiến như bị kim đâm, cô liều lĩnh kêu. Văn Phương, cô bị điên rồi. Cô muốn Hy Thành vận chuyển thuốc phiện. Cô sẽ hại chết Hy Thành. Văn Phương hung hăng lườm cô một cái. Thiệu Lâm, cô nên tự lo cho mình đi cô cho rằng hi thành sẽ thực sự không tiếc bản thân vì cô sao cô cho rằng cô thực sự quan trọng như thế sao tôi sẽ cho cô thấy trong lòng của anh ấy địa vị của tôi cao hơn cô cỡ nào hi thành sẽ không đồng ý vận chuyển ma túy là tội lớn bị bắt nhất định sẽ tử hình dù có bao nhiêu tiền thì cũng không thể thoát chết hi thành biết rõ điều này anh ấy sẽ không chết vì cô đâu cô chờ mà bị anh ấy vứt bỏ đi Giống như tôi này Bị anh ấy vứt bỏ không thương tiếc Sau đó cô ta lạnh lùng vuốt bụng cô Cười lạnh <cười> Sau đó tôi sẽ cho cô từ từ hưởng thụ giống như tôi Có phải là rất vui không? Dù sao tôi cũng rất vui Văn Phương đứng lên Đứng thẳng người nhìn cô Về mặt vô cùng đắc ý Cô cứ từ từ mà đợi vận mệnh bi thảm như tôi đi Tiểu Lâm Là bạn bè Tôi thực sự cũng không nỡ đâu Cô ta vừa cười vừa đi ra ngoài Chờ Văn Phương đi rồi Chu Thiến nhìn quanh phòng Vội suy tính Giờ cô rất lo lắng Ngay cả sự lo lắng cho bản thân Cũng bị nỗi sợ này áp chế Không được, nhất định không thể để cho bọn họ Uy hiếp vi thành Mình phải nghĩ cách trốn đi Không thể chờ mọi chuyện xảy ra được Trước tiên phải cởi trói mới được Cô nhìn trên đất thấy có một miếng sắt Vội nhích ra mà nhặt lên Miếng sắt đầy dì sét. Cô lau lên quần áo rồi cẩn thận cọ vào dây thừng. Trong tivi nhìn người ta cọ lên dây thừng chỉ hai ba lần là đã đứt. Không ngờ trong thực tế lại khó khăn đến như vậy. Chu Thiến vừa nghĩ vừa cắn răng cọ, tay ở sau lưng mắt không nhìn được, chỉ có thể làm bằng cảm giác. Đến cả nửa ngày, nghỉ ngơi vài lần mới cọ đứt dây thừng, Chu Thiến toát mồ hôi đầm đìa. Gỡ đứt được sợi dây thừng trên tay, lại tháo dây thường ở chân, xoa xoa cổ tay, cổ chân bị trói, rồi mới chậm rãi đứng dậy. cô nhìn xung quanh, phát hiện chỉ có một đường ra duy nhất là cánh cửa lớn kia. cô cẩn thận rón rén đi tới đó, đi tới cửa, né nhìn trộm ra bên ngoài. ngoài cửa có mấy kẻ áo đen đứng canh, quay lưng lại đây. văn phương cùng vài người đang đứng bên ngoài một phòng khác, có lẽ phong ca nào đó đang ở trong. từ nơi này trốn ra là không thể. chu thiến thở dài lùi lại về phía sau. Xong cửa sổ rất lớn, thủy tinh đã bị đập nát. Cô mở cửa sổ ra, nhìn trước xong sắt dỉ xét mà ngẩn người. Cô từng xem tivi thấy có người dùng quần áo, cọ đứt xong sắt mà chạy trốn. Nhưng giờ đừng nói cô không có sức, có sức thì cô cúi đầu nhìn bụng bầu của mình. Chu Thiến nhìn ra cửa sổ, bốn phía là đồng không bông quạnh muốn vứt giấy cầu cứu cũng không được, chỉ có ở phía xa xa có một tòa nhà cao tầng, bên tường xôn chữ Thiên Hưng rất to. Quá xa, dù gọi to cũng chẳng có ai nghe thấy, hơn nữa, người bên ngoài sao để cô kêu lớn được. Nếu lại như lần trước lấy thuốc mê đánh mê cô đi thì càng phiền, chẳng biết gì chỉ đành để cho bọn họ sắp xếp, hơn nữa thuốc mê sợ còn có ảnh hưởng xấu đến thai nhi. Chu Thiến lòng nóng như lửa đốt. Chẳng lẽ mà kệ cho bọn họ dùng mình uy hiếp Hy Thành sao? Cô có thể khẳng định chắc chắn Hy Thành sẽ rất lo lắng cho mình. Nếu đám người này dùng thủ đoạn, thì chưa biết chừng Hy Thành sẽ đồng ý. Không có lý do gì hết. Cô tin chắc anh sẽ không buông tay cô, mà niềm tin này càng khiến cô nóng lòng. Cô ngồi xuống, tự an ủi mình đừng hoảng loạn. Có lẽ Hy Thành sẽ tìm được chỗ cô trước mà cứu cô ra. Như vậy sẽ chẳng sợ bị ức hiếp nữa ánh sáng bên ngoài càng lúc càng tối cũng muộn rồi nhiệt độ dần lạnh xuống cùng lúc đó trong căn phòng nhỏ bên ngoài xưởng phong ca đang cùng vài người thương lượng chuyện này văn phương và mấy người phụ nữ khác đang ngồi cùng nhau phong ca nói ngày mai lại gọi điện cho triệu ra đi cứ để cho bọn họ lo lắng một đêm thì mai mới dễ dàng đồng ý một người áo đen nói phong ca nói rất có lý trong bụng người đàn bà đó là đích tôn của nhà Triệu Bọn họ vì sự an toàn của hai mẹ con Nhất định sẽ đồng ý với mọi chuyện của chúng ta Phong ca cười đắc ý Có một là có hai Chỉ cần lần này bọn họ đồng ý Thì chẳng khác nào đã lên thuyền của chúng ta Về sau chúng ta chuyển hàng có trợ gia làm hậu thuẫn Chuyển ra nước ngoài cũng được Nói xong nhìn Văn Phương bằng ánh mắt tán thường Lần này đều là công của Văn Phương về sau mọi người buôn bán Có lời thì sẽ không quên phần của cô em Văn Phương bên ngoài cười ngọt ngào Cảm ơn Phong ca Nhưng trong lòng lại cười lạnh Mày đừng có mơ Loại người như Triệu Huy Thành Sao có thể vì một người đàn bà Mà hy sinh bản thân mình Cho dù là con Thì loại người như anh ta Còn sợ thiếu người sinh con cho sao Để ý mới là lạ Chẳng qua tao lợi dụng mày Để xử lý Thiệu Lâm thôi Chờ Triệu Gia từ chối rồi Mày chắc chả giữ người ta làm gì nữa đâu Đến lúc đó Tao sẽ từ từ xử lý nó để giải hận Phong cao hoàn toàn không biết tính toán này của cô ta Hắn ta và đám đàn em thương lượng một hồi Sau đó nghi hoặc nhìn về phía nhà xưởng rồi nói Người phụ nữ kia hay thật Tình lại lâu như vậy mà không gây lộn gì Giảm bớt việc cho chúng ta rồi Xem ra phụ nữ nhà giàu vẫn có sự khác biệt một chút Ban đầu bọn chúng đã tính nếu như con tin gây rối Thì sẽ bịt miệng cô lại hoặc không thì đánh thuốc mê giờ thế hẳn là không cần ăn cơm trước đi văn phương cô ăn xong thì đưa đồ ăn cho người đàn bà kia cô ta mang thai chúng ta còn phải dựa vào cô ta để thương lượng điều kiện với triệu gia đừng để cô ta xảy ra chuyện gì văn phương không cam lòng nói biết rồi biệt thự triệu gia vô cùng bi thảm những người bị thương nặng đều đã đưa đến bệnh viện những người bị thương nhẹ thì ở nhà cho bác sĩ xử lý Triệu Uy Tuấn nhận được tin cũng vội vã quay về, lòng lo lắng chẳng kém một ai. Mọi người đều ngồi trong đại sảnh, mắt chăm chú nhìn trước điện thoại. Triệu Uy Thành ngồi ở ngay bên cạnh, điện thoại vừa kêu là anh sẽ nghe máy. Tiếng điện thoại vang lên thanh thúy trong căn phòng rộng yên ắng như kích thích thần kinh mọi người. Triệu Huy Thành vội nghe máy. Alo. Về mặt anh đầy lạnh lùng nhưng cũng đầy sự chờ mong. Mọi người đều lo lắng mà nhìn anh. Nhưng một lát sau, sắc mặt anh dần trầm lại ngại quá cô ấy không ở đây tôi sẽ nhắn lại anh thất vọng cúp máy nói với mọi người là bạn của thiệu lâm triệu phu nhân cuối cùng không chịu nổi lo lắng nói cũng sắp đến đêm rồi sao bọn họ còn chưa gọi điện đến để đòi tiền chuộc thiệu lâm trong tay bọn họ không biết thế nào nữa những người này còn chờ cái gì nữa chẳng lẽ không muốn tiền sao nói tới đây triệu phu nhân lại rơi nước mắt khó khăn lắm mới có cảnh gia đình quây quần vui vẻ thiệu lâm cũng sắp sinh cháu nhưng sao giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy vì sao nhà mình lại gặp nhiều gian nan như vậy triệu lão gia ngồi bên cạnh bà vỗ vỗ vai vợ thở dài an ủi những người này không đơn giản bọn họ đang chơi đòn tâm lý với chúng ta làm cho chúng ta sốt ruột như vậy mới dễ đáp ứng yêu cầu của bọn họ Triệu Hy Tuấn nói Vì sao chúng ta không báo cảnh sát Có lẽ cảnh sát sẽ có cách cũng chưa biết chừng Triệu Hy Thành nói dứt khoát Không được Không được báo cảnh sát Chúng ta không thể làm chuyện mạo hiểm Vạn nhất như bị bọn họ phát hiện Thiệu Lâm sẽ gặp nguy hiểm Triệu Quốc Xuân cũng nói Đúng thế Chỉ cần mẹ con Thiệu Lâm bình an Thì bao nhiêu tiền cũng chẳng là gì Chỉ cần bọn họ mở miệng Chúng ta sẽ lập tức trả tiền Người trong tay bọn họ Chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn khác hay sao Làm sao phải rắc rối như vậy Giờ thời tiết lạnh như thế này Chẳng biết buổi tối bọn họ có chăm sóc Thiệu Lâm cẩn thận không Bụng Thiệu Lâm lớn như vậy rồi Hành động cũng không tiện Triệu phu nhân vừa khóc vừa nói Như phát tiết sự lo lắng trong lòng Được rồi Triệu lão gia không nhịn được quát Mọi người đã lo lắng lắm rồi Bà còn muốn mọi người lo lắng hoảng sợ hơn hay sao Những lời của triệu phu nhân Như cắm thêm đinh vào lòng của triệu uy thành anh đã vô cùng lo lắng sợ hãi Những cảm xúc này dày vò anh Nhưng anh phải cố gắng giữ bản thân không rối loạn Anh phải bình tĩnh để ứng đối với mọi tình huống Nhưng đầu óc lại vô cùng lộn xộn Như có hàng vạn con ngựa nhảy trồm Lại như bị búa tạ đánh vào Đau đớn không thể trụ nổi Anh đứng lên Anh cảm thấy không thể cứ chờ đợi như vậy Sự đau khổ này sớm muộn cũng khiến anh phát điên Anh đi ra ngoài đến sân trước Gió lạnh từng đợt thổi lên người anh Khiến anh thoáng run lên Nhưng cảm giác này lại khiến sự lo lắng Trong anh dịu lại một chút Anh nhìn góc vườn yên tĩnh Từng ngọn cỏ nhảnh hoa Từng gốc cây hòn đá ở đây Đều rất quen thuộc Tại nơi này Thiệu Lâm từng nắm tay anh Tươi cười xinh hơn ánh trăng Cô thì thầm vào tay anh Dịu dàng dựa đầu vào vòng ngực anh Ở nơi đây Anh từng nắm tay cô tàn bộ nghe cô kể hôm nay bé cưng đạp bụng bao nhiêu lần nghe cô kể đã làm gì sự yên tĩnh ấm áp đó là những tháng ngày vui vẻ nhất của cuộc đời anh ở đây cô từng cười nói với anh ca đời sẽ không rời xa giờ anh đang ở đây nhưng thiệu lâm em đang ở nơi đâu anh lấy di động gọi cho lý thêm sau khi gặp chuyện không may anh đã dặn lý thêm giúp mình điều tra chuyện này nhưng mãi đến giờ Lý Thêm vẫn chưa báo lại tin tức gì cho anh Anh thực sự không chờ được nữa Điện thoại được kết nối đi Thêm có tin tức gì chưa? Đầu bên kia Giọng Lý Thêm rất nghiêm túc Xếp triệu Thời gian thực sự quá gấp Đối phương làm việc rất cẩn thận Hoàn toàn không điều tra được Tôi cảm thấy đối phương làm chuyện này kín kẽ như vậy Chỉ sợ không phải tổ chức bình thường Thế lực của bọn họ chỉ sợ là còn lớn hơn tưởng tượng của chúng ta nhiều Nghe Lý Thiêm nói đến giờ còn chưa có tin tức Thì Triệu Huy Thành mất kiên nhẫn Gào to vào điện thoại Tôi mặc kệ bọn họ thế lực lớn cỡ nào Anh phải hết sức điều tra ra cho tôi Điều động mọi mối quan hệ của anh đi Tốn bao nhiêu tiền cũng được Nhất định phải mau chóng điều tra cho tôi Vâng 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 tôi sẽ cố gắng hết sức Triệu Huy Thành cúp máy Lòng lo âu vô cùng Lại dùng sức đánh vào góc cây bên cạnh Bàn tay anh chảy máu Anh làm gì vậy Triệu Huy Tuấn đi đến bên Hy Thành. Anh ở trong phòng khách nghe tiếng anh cả hét lớn thì vội ra xem. Vừa vặn nhìn thấy cảnh này. Triệu Huy Tuấn nhìn bàn tay đầy máu của anh mà hoảng sợ. Màu gọi bác sĩ đến băng bó đi anh. Triệu Huy Thành vẫy vẫy tay, suy sụp nói. Anh không sao. So với những gì Thiệu Lâm phải chịu đựng, thì vết thương này có là gì? Dưới ánh trăng ảm đạm, sắc mặt anh trắng bệch, lông mày nhíu chặt. Triệu Huy Tuấn vỗ vỗ vai anh mình Chị dâu sẽ không sao đâu Bọn họ muốn tống tiền Trước khi nhận được tiền Sẽ không làm hại chị ấy đâu Triệu Huy Thành ngẩng đầu Ánh mắt đầy sợ hãi Nhưng sau khi nhận được tiền thì sao Rất nhiều trường hợp Bọn cướp lấy tiền để giết con tin Nếu như không nhanh chóng tìm được Thiệu Lâm Thì sao anh yên tâm cho được Anh nắm chặt tay Huy Tuấn Huy Tuấn Anh không dám nghĩ nếu thiệu lâm có chuyện gì nếu cô ấy có chuyện gì giọng anh nghẹn ngào cuối cùng không nói thành lời suy nghĩ này khiến anh đau lòng không thể thở nổi không đau không đâu chị dâu là người phụ nữ tốt sẽ không sao triệu huy tuấn khẽ nói như đang an ủi anh mình cũng như đang tự an ủi chính mình anh nhớ tới lúc cô tạo hình cho mình trong căn nhà trọ chặt hẹp chiếc gương sáng người chiếu rõ khuôn mặt dịu dàng Miệng cười như hoa của cô Đang lặng lẽ nhìn mình Mắt Triệu Hy Tuấn nóng lên Vội quay đi Chị dâu bao nhiêu người lo lắng cho chị như vậy Xin chị Xin chị hãy bình an trở về Giờ chú Thiến đang lui vào một góc Bên cạnh là bát cơm Vừa rồi là Văn Phương mang cơm vào Thấy cô đã cười dây chói Thì cười lạnh nói <cười> Giỏi lắm Nhưng cho dù cô có cười được dây chói thì trốn cũng không thoát Nghĩ cũng không cần nghĩ đâu Nơi này như thùng sắt thôi Chu Thiến mặc kệ cô ta Chỉ nhận lấy bát cơm trong tay cô ta Nhìn nhìn cảm thấy thức ăn không tệ Thì cầm đồ ăn Cô còn có tâm tình mà ăn Văn Phương kinh ngạc Đổi lại là mình thì sớm đã khóc Không còn sức lực Cô ta dựa vào cái gì mà bình tĩnh thong dong như vậy Chu Thiến mặc kệ cô ta Nghĩ thầm Đương nhiên phải ăn không ăn thì con yêu sẽ đói Hơn nữa ngày mai thế nào còn chưa thế chắc chắn Nếu Huy Thành tới cứu mình Thì cũng phải cần có sức mà chạy nữa Văn Phương thấy cô mặc kệ mình Thì hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi Cô cứ cao ngạo đi Sẽ có lúc cô phải đau đớn sợ hãi Nghĩ vậy trong lòng cũng thoải mái hơn chút ít Ban đêm dần buông xuống Độ ấm cũng dần giảm Gió lạnh theo cửa sổ thổi vào từng đợt Khiến Chu Thiến lạnh run Cô ôm chặt người nhưng vẫn run lên cầm cập Không được Cứ thế này nhất định sẽ bị cảm lạnh Cô bước tới cửa lớn Buổi tối bọn họ mở một lớp cửa ra Nhưng vẫn có người bảo vệ Cô gõ cõ cửa nói Này Mang chăn đến cho tôi Tôi rất lạnh Kẻ giữ cửa mất kiên nhẫn nói Ngoan ngoãn nổi yên trong đó cho tao Đừng có mà lắm lời Nhưng tôi là phụ nữ có thai Bị cảm lạnh rất nguy hiểm Cho tôi chăn cho tôi chăn Chú Thiến lại ra sức đập cửa Cô đã biết bọn họ muốn tìm triệu gia cùng hợp tác Một khi đã vậy thì chưa đạt được mục đích Thì tuyệt đối sẽ không dám làm gì cô Như vậy cô đương nhiên phải tranh thủ phúc lợi cho mình Ít nhất phải chăm sóc bản thân Không thể để bị lạnh bị đói được Tiếng động vang đến phòng bọn Phong Ca, Văn Phương Phong Ca hỏi Có chuyện gì thế? người kia nhắc lại yêu cầu của chu thiến cho hắn ta nghe phong ca cười điểm này đúng là chúng ta có sơ sót đúng là không thể để cho cô ta bị cảm lạnh được mau mang chăn gối vào đi thú vị con tin can đảm như thế này đúng là lần đầu tiên được thấy chuyện bắt cóc thế này cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà bọn họ làm những con tin trước kia đều ngoan ngoãn cúi đầu nhìn cũng không dám nhìn bọn họ lấy một lần nói chuyện thì càng khỏi phải bàn sao có ai giống như cô dám vỗ cửa đưa yêu cầu được chu thiến nhận được chăn cũng không ngại bẩn quấn chặt quanh người tựa vào tường mà chợp mắt những mạng nhện cho bụi dầu mỡ coi như không thấy giờ cô là con tin đương nhiên không thể yêu cầu được ở trong khách sạn chỉ cần không bị đói lạnh là đã may mắn lắm rồi lo lắng hoàng sợ suốt một ngày dài chu thiến mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ đột nhiên có người khẽ gọi cô thiệu lâm thiệu lâm chu thiến mở mắt đã thấy triệu uy thành đang ngồi xổm bên cạnh mình gương mặt trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng giọng nói này chắc chắn là của anh chu thiến vừa mừng vừa sợ nhào vào lòng hy thành hy thành em biết anh sẽ tìm được em triệu uy thành cầm tay cô nói nào đi theo anh anh dẫn em ra ngoài chu thiến đứng dậy đi theo anh nhưng lúc hai người sắp rời khỏi thì đèn đột nhiên sáng bừng một đám người áo đen không biết từ đâu đến vây lấy họ họng súng đen ngòm chĩa thẳng về phía hai người triệu uy thành đột nhiên đẩy chu thiến ra ngoài cửa lớn tiếng nói thiệu lâm mau chạy đi chu thiến quay đầu lại đã thấy họng súng nhắm thẳng về phía hy thành đùng đoàng hy thành chu thiến hét thảm một tiếng rồi bừng tỉnh cô thở hổn hển toát mồ hôi lạnh khắp người thật quá đáng sợ trong giấc mơ cả người Hy Thành đẫm máu Cảm giác vô cùng chân thật Cô vỗ ngực, hít thật sâu May chuyển là một giấc mộng May đây không phải là sự thật Sợ muốn chết Sao thế? Mơ thấy Hy Thành vứt bỏ cô sao? Kêu thảm thiết thế Giọng nói đầy tọc mạch này Ngoài Văn Phương thì là ai được Chu Thiến ngừng đầu Thấy Văn Phương vẫn mặc chiếc áo đỏ kia Không hiểu sao Chu Thiến cảm thấy màu này cực kỳ giống máu giống như cả người tẩm trong máu giống như trong giấc mơ khi nãy cô xem cô tốt số ghê đến ngay cả làm con tin thì tôi vẫn phải hầu hạ cô ăn cơm đi văn phương mang một bát cháo với hai chiếc bánh bao đặt bên cạnh cô cười âm hiểm chẳng biết là cô còn ăn được mấy bữa cứ ăn nhiều vào nhé hy thành sẽ đến cứu tôi chu thiến vừa ăn vừa nói từ khi biết mình không phải là do cô ta bắt đến Thì Chu Thiến cũng không sợ cô ta như trước Nơi này không phải do Văn Phương làm chủ Cô ta vẫn phải nhìn sắc mặt người khác mà thôi Văn Phương nghe xong thì biến sắc Cô cứ ở đây mà nằm mơ đi Chờ phòng ca gọi điện cho Hy Thành Tôi xem xem Hy Thành có thể đến cứu cô không Chu Thiến không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô ta Văn Phương Chúng ta trước kia thực sự là bạn chúng ta lớn lên ở bên nhau văn phương ngẩn ra sau đó cúi đầu chúng ta không phải là bạn trong mắt mọi người tôi chỉ là nha hoàn của cô thôi tôi không tốt với cô bằng không vì sao văn phương lại không hề nể nang mà cướp chồng của thiệu lâm thực sự là bạn bè lớn lên bên nhau sao có thể làm chuyện như vậy như cô và tiểu mạt nghĩ còn chẳng dám nghĩ văn phương lại ngẩn ra thiệu lâm giúp cô đến trường trung học, đại học đều là Thiệu Lâm bỏ tiền. Quần áo giải dép cũng là Thiệu Lâm mua cho cô. Nhưng là... Nhưng là... Đó là do cô làm nha hoàn đổi lại. Trong lòng Vân Phương trở nên phiền chán. Nhìn Chu Thiên hét lớn. Cô cho là chút đan huệ này có thể khiến tôi mang ơn sao? Sở dĩ tôi có ngày hôm nay. Đều là do cô làm hại. Đều là cô làm hại. Khuôn mặt cô ta tái nhợt lại. Cứ lẩm bẩm những điều này như đang tự khẳng định niềm tin của mình. Dần dần đôi mắt lại trở nên điên cuồng Chu Thiến nhìn thấy cô ta như vậy Thì không nói thêm gì Bất kể là lúc nào Kẻ điên không nên dây Văn Phương nổi điên một hồi Cuối cùng hung hăng nhìn cô nói Cô đừng nghĩ nhắc đến chuyện trước kia Thì tôi sẽ tha cho cô Tôi nói cho cô Nó sẽ càng khiến tôi hận cô mà thôi Nói xong chạy ảo ra ngoài Tại biệt thự triệu gia Người triệu gia một đêm thức trắng Ai nấy đều lọ rõ sự mệt mỏi Triệu Huy Thành ngồi bên trước điện thoại Đầu tóc hỗn độn tiểu tụy Triệu Huy Tuấn ở bên kia đang khuyên cha mẹ đi nghỉ ngơi một chút Có điện thoại sẽ gọi Nhưng hai ông bà cố chấp lắc đầu Chỉ muốn ở đây chờ Triệu phu nhân nói Nằm ở trên giường cũng không ngủ được Ở đây mẹ mới an tâm hơn một chút Triệu Huy Tuấn còn định dỗ thêm Thì điện thoại lại vang Ánh mắt mọi người đều sáng bừng Mọi mệt mỏi như đều bị quét sạch Ai cũng có cảm giác rằng Cú điện thoại này nhất định là bọn cướp gọi đến Triệu Huy Thành thở sâu rồi nhấc điện thoại Alo Giọng nói vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Là Triệu Tiên Sinh sao Triệu Huy Thành tim đập loạn Khẽ gật đầu với mọi người Mọi người biết là điện thoại của bọn cướp Thì vội súng lại Tôi là Triệu Huy Thành Tốt rồi Triệu Tiên Sinh vợ của anh đang ở trong tay của chúng tôi nếu như anh không nghe theo lời tôi thì vĩnh viễn sẽ không gặp lại vợ con của mình nữa đâu giọng nói đầy tàn nhẫn rất hiển nhiên là kẻ đường cùng sẵn sàng sống chết giọng triệu huy thành dần trở nên nôn nóng anh muốn bao nhiêu tiền chúng tôi sẽ cho các người chỉ cần các người đừng hại vợ tôi triệu phu nhân ở bên mắt rừng rừng đẫm lệ gật đầu liên tục Chúng tôi không cần tiền Nhưng mà tôi cần anh giúp một việc Nếu như anh có hứng thú Thì một mình đến địa chỉ sau Đừng có báo cảnh sát Nếu không thì vợ con của anh sẽ thảm đâu Trời đã Tôi muốn xem vợ tôi thế nào Tôi phải xác định xem cô ấy có an toàn không Được Tôi gọi cô ta đến nghe điện thoại Không được Tôi muốn gặp cô ấy Điện thoại bên kia yên lặng một hồi mới nói Được Tôi chụp ảnh rồi gửi cho anh. Triệu Huy Thành buông điện thoại, mọi người đều vội vàng nhìn anh, bọn chúng hình như có mục đích khác. Bọn họ hẹn con ra bàn bạc. Triệu Huy Tuấn lo lắng nói, "Nếu có nguy hiểm gì không? Nhớ bọn họ cũng bắt nốt anh." Triệu Huy Thành kiên quyết nói, "Cho dù là nguy hiểm thì anh vẫn phải đi. Dù chỉ có một tia hy vọng, anh vẫn phải thử." Triệu Quốc Sương lắc đầu. Bắt một người là đã có thể đạt được mục đích. Bọn họ sẽ không gây rối đâu Vạn nhất chúng ta báo cảnh sát Thì bọn họ cũng đủ phiền toái Triệu phu nhân nói với Triệu Huy Thành Bất kể bọn họ yêu cầu gì Thì con cứ đồng ý đi Đưa Thiệu Lâm về rồi tính Triệu Huy Thành gật đầu Chu Thiến đang đi lại trong nhà xuồng Thì một đám người đột nhiên xông tới Cầm đầu là một người đàn ông khoảng 40 tuổi Đầu bóng loáng Mặt có sẹo Cổ đeo vòng thô Cả người đầy sát khí chu thiến có cảm giác người này nhất định là phong ca theo sau hắn ta là một số người mặc áo đen trong đó có một kẻ cầm máy ảnh văn phương thì đứng sau bọn họ phong ca thấy cô thì cười nói chồng của cô quan tâm cô lắm nhất định muốn tôi chụp hình cô gửi lại cho anh ta thì anh ta mới chịu yên tâm chẳng có khách nào cả cô phối hợp một chút nhé có lẽ là vì mục đích sắp đạt được nên giọng nói rất khách khí vừa dứt lời Ánh mắt oán độc của Văn Phương bắn về phía cô, khóe miệng cười lạnh. Chu Thiến nghe xong lời hắn ta, chợt có một suy nghĩ hiện lên. Một chủ ý hình thành, cô nói. Được tôi phối hợp. Chỉ cần anh sớm cho tôi trở về. Chúng ngay ở đây à? Khi nói chuyện, cô lặng lẽ đi về phía cửa sổ. Phong ca sờ sờ trước đầu chọc bóng lưỡng. Cô có thể về hay không không phải là do tôi. Quyền quyết định là ở trong tay chồng cô. Nói xong quay đầu Nhìn người đang cầm máy ảnh nói Chụp ngay ở đây đi Cứ chụp đại mấy tấm Cho bọn họ thấy cô ta vẫn an toàn là được Chu Thiến rất phối hợp Mặc kệ bọn họ quay chụp Phong ca rất vừa lòng Chụp xong thì mang người rời đi Lúc gần rời đi Văn Phương quay đầu nhìn cô đầy oán hận Bọn họ đi rồi Chu Thiến quay đầu lại Nhìn tòa cao ốc phía xa ngoài cửa sổ với chữ Thiên Hưng màu đỏ trên tầng cao nhất trong lòng thầm cầu. Hy Thành, nếu anh nhìn được hai chữ này thì có thể tìm ra được đến đây không? Triệu Uy Thành nhanh chóng nhận được hình ảnh bọn họ gửi đến. Trong clip, Chu Thiến nhìn qua vẫn ổn, ngoài quần áo có hơi bẩn thì không thấy có gì bất thường. Cô còn mỉm cười nói, em vẫn khỏe, con cũng ngoan lắm, không bị đói rét gì cả, mọi người đừng lo. Nhìn đến đây, Triệu Phu Nhân không nhịn được mà khóc. Đứa trẻ ngốc này Ở đó chắc là cũng bị dọa sợ chết khiếp Mà vẫn sợ chúng ta phải lo lắng Hy Thành vuốt ve gương mặt cô qua màn hình Lòng chua chát khôn cùng Hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô Đột nhiên Triệu Huy Tuấn nói Anh cả, anh xem cái gì này Một câu này khiến mọi người đều chú ý Nhìn theo tay anh chỉ Chỉ thấy phía sau Chu Thiến Có một tòa nhà cao tầng Trên cao có hai chữ Thiên Hưng nếu không nhìn kỹ thì khó mà phát hiện ra được Triệu Huy Thành kích động nói Có được manh mối này sẽ dễ tìm Thiệu Lâm hơn Anh phải báo cho Lý Thêm Hai hôm nay Bọn Lý Thêm như rồi bọ Tìm lung tung Căn bản không có tiến triển gì hơn Nhưng hôm nay có manh mối này Thì chắc chắn với thế lực của Lý Thêm Nhất định có thể tìm được Thiệu Lâm Mọi người đều vui mừng Trong mắt đầy những tia hy vọng Triệu phu nhân lau nước mắt Huy Thành Còn mau đi gọi điện đi Đỡ phải đi tìm bọn họ Tránh được nguy hiểm Triệu Uy Thành nói với mẹ Không, con vẫn phải đi Nếu con không đi thì bọn họ sẽ nghi ngờ Nếu bọn họ đổi Thiệu Lâm đến chỗ khác Thì sẽ không dễ để tìm được cô ấy Hơn nữa lý thêm tìm người Cũng cần phải có thời gian Con đi gặp bọn họ để kéo dài thời gian Khiến cho bọn họ mất cảnh giác Triệu Quốc Xương gật đầu tỏ về đồng ý Nhân tiện xem xem bọn họ là ai Chuyện vì những người này tính kế Triệu lão gia vẫn luôn cành cánh trong lòng Triệu phu nhân nói Tóm lại Mẹ chỉ mong các con đều bình an